chờ nhau trong mưa. Tập 3. Buổi tối, Hoàng Hương ở một mình trong phòng. Cô nằm sấp trên giường, rủ rỉ nói chuyện với Khôi trong điện thoại. Cả hai vừa đi chơi lúc chiều. Khôi hẹn trưa hôm sau sẽ gọi cho cô, nhưng mà Hoàng Hương mới ăn tối xong thì anh lại gọi. Cô bất ngờ quá nên quên bẵng cả chuyện khóa cửa. Giọng cô hết sức vui vẻ. Sao anh nói mai mới gọi? Anh đang ở nhà một mình, nhớ em nên muốn nói chuyện. Em đang làm gì vậy? Không có làm gì hết, chỉ nằm chơi thôi. Học bài chưa? Lát nữa mới học. Anh Trung đâu mà anh bảo ở nhà một mình? Hình như là đi chơi với bạn gái rồi. Hoàng Hương ngạc nhiên. Anh Trung có bộ hả anh? Chắc vậy, nhưng có gì đâu mà em ngạc nhiên vậy. Em không ngạc nhiên, chỉ thắc mắc không biết chị ấy có đẹp không. Anh thấy cũng được. Nghĩa là rất đẹp phải không? Khôi bật cười nho nhỏ. Không thể trả lời vì trong mắt anh đẹp nhất là em rồi, không thấy ai là hoa hậu nữa cả. Hoàng Hương cũng cười khúc khích. Cô ngồi lên liếc một cái như có Khôi ở trước mặt. Nói láo có trình độ ghê. Vậy mà lúc trước nói rất ghét em, vì em đỏng đảnh còn nói là... Nói tới đó Hoàng Hương ngừng bặt. Quảng hồn buông máy xuống giường, như vừa bị bắt quả tang làm điều lén lút. Đến giờ cô mới phát hiện bà Giang đang đứng bên bàn. Vậy là nãy giờ mẹ đã nghe hết. Ý nghĩ đó làm cô sợ tái người. Cô lắp bắp. Mẹ, sao mẹ vô phòng mà không cho con hay? Sao mẹ? Bà Giang ngắt lời. Mẹ vào mà cũng báo cho con hay nữa sao? Nãy giờ con nói chuyện với ai vậy? Bạn trai phải không? Đâu có, đâu có. Chỉ là bạn bình thường thôi mà mẹ. Bạn bình thường thì có gì mà quản hồn khi thấy mẹ? Con đang giấu mẹ chuyện gì phải không? Dạ đâu có. Con có bạn trai phải không? Hoàng Hương ấp úng. Dạ thì trong lớp học chung con có nhiều bạn trai lắm mẹ. Bà Giang nghiêm khắc. Hôm nay con làm sao vậy? Nói chuyện với mẹ mà quýnh quán như bị hỏi cung. Nếu không có gì mờ ám thì sao lại giấu chứ? Hoàng Hương vẫn chưa kịp hoàn hồn, cô nói khẽ. Con có giấu gì đâu mẹ. Không có mà. Bà Giang hỏi chận đầu. Con quen với cậu ta hồi nào vậy? Hoàng Hương ấp úng mãi mà không thể nào nói thành câu. Cô bị áp lực tâm lý nên không đủ sức để nói thật. Cô nói láo thì cũng chưa tìm ra nổi tình huống. Cuối cùng cô thoái thác. Con cũng không nhớ nữa, bạn bè bình thường nên con cũng không để ý đâu mẹ. Có phải cậu ta là người ngồi trong quán cà phê với con lúc chiều không? Hoàng Hương mở to mắt kinh hãi. Sao mẹ biết? Hồi chiều mẹ gặp dì Cảnh, bà ấy nói gặp con ngồi trong quán. Con và cậu đó hay gặp nhau lắm phải không? Hoàng Hương hết đường để nói dối, cô gật đầu nói lý nhí. Dạ phải. Con có bạn trai cũng được chứ đâu có sao. Nhưng sao lại giấu mẹ chứ? Tại con sợ mẹ không đồng ý. Mẹ chỉ sợ con không có ai thôi. Nhưng mà cậu ta làm gì vậy? Gia đình giàu hơn mình không? Hoàng Hương sợ quá đành nhắm mắt nói liều. Dạ hơn. Ba mẹ cậu ta làm gì? Dạ mẹ hỏi gì? Mẹ hỏi gia đình cậu ta làm gì? Dạ mỗi người đều có công ty riêng. Mặt bà Giang tươi lên. Hai ông bà ấy giỏi quá. Nhưng công ty gì vậy con? Hoàng Hương làm một cử chỉ bất lực. Dạ con không biết, chỉ nghe nói vậy thôi. Với lại con cũng không rành chuyện của người lớn đâu mẹ. Con nhỏ này lớn rồi chứ có phải là con nít đâu. Quen với ai thì phải tìm hiểu gia thế người ta chứ. Nhất là con thì càng phải gắt cao hơn nữa. Hoàng Hương hỏi yếu xìu. Con cũng là người bình thường mà, sao lại phải gắt gao hơn hả mẹ? Bà Giang khoát tay, cử chỉ như quan trọng. Sao lại không gắt? Phải kén chọn kỹ chứ. Sau này chồng phải là người có thế lực, hoặc là một nhà kinh doanh lớn. Chứ con không thể có chồng tầm thường được. Bạn bè con, ai cũng có bạn trai bình thường. Mẹ nói đâu có bắt buộc phải là người phi thường đâu. Bà Giang cười tự hào. Nhưng con đâu có giống bạn con. Con vừa đẹp vừa học giỏi, ba mẹ lại có danh tiếng, làm sao mà lấy người tầm thường được. Bà nói như quyết định. Chủ nhật này con mời cậu ta đến nhà chơi nha. Hoàng Hương giật mình hoảng hốt. Ôi không được đâu mẹ ơi. Bà Giang cao mày. Sao vậy? Tuần này ánh bận lắm, không đi đâu được hết. Vậy thì tuần sau. Tuần sau cũng bận nữa. Vậy thì buổi tối nào đó trong tuần, chỉ tới chơi một chút cũng được mà. Nhưng lúc này ảnh bận nhiều công việc lắm, chừng nào rảnh con sẽ nói được không mẹ? Bà Giang hỏi gặng. Chừng nào là chừng nào,
Rõ ràng cô muốn giấu mẹ về cậu ta. Nếu hôm nay mẹ không gặp dì Cảnh, rồi không tình cờ nghe con nói chuyện, chắc con còn giấu mẹ nữa chứ gì. Thấy Hoàng Hương cúi đầu nhìn hoài xuống gạch, dáng điệu lúng túng khổ sở, nét mặt bà chuyển từ vui vẻ sang lo âu nghi ngờ. Nhưng bà làm ra vẻ thản nhiên. Thôi được, con không muốn thì thôi. Bà ngồi qua giường khoác tay ra lệnh. Xuống dưới lấy hộp sữa lên cho mẹ. Dạ. Chờ Hoàng Hương đi ra, bà cầm chiếc điện thoại để trên giường, tìm số máy vừa gọi. Bà bước qua bàn, ghi vội vào mảnh giấy, rồi đi về phòng mình. Hoàng Hương cầm hộp sữa lên phòng, không thấy mẹ, cô đi qua phòng bà. Nhưng bà đã khoác tay bảo cô ra ngoài. Thái độ đó làm Hoàng Hương rầu rĩ vô cùng. Cô lững thững đi về phòng mình. Lần này thì cô cẩn thận khóa cửa lại, rồi gọi điện cho Khôi. Hình như anh đã đoán ra chuyện gì, nên vừa nghe chuông là anh mở máy ngay. Alo. Hoàng Hương nói với một giọng mất bình tĩnh. Anh ơi, lúc nãy mẹ em nghe em nói chuyện với anh. Mẹ biết hết rồi, làm sao bây giờ hả anh? Có phải vì vậy mà lúc nãy em ngưng nói chuyện không? Dạ phải, lúc mẹ vào phòng em không hay, đến khi phát hiện em sợ quá, thế là em bỏ máy xuống giường mà không hay. Giờ em lo lắm. Khôi có vẻ bình tĩnh. Mẹ em có thái độ gì không? Hoàng Hương lặng thinh. Bây giờ Khôi hỏi cô mới định thần lại, nhưng không tài nào khái quát được thái độ cụ thể của mẹ, vì bà nói nhiều quá. Hình như là không phản đối chuyện cô có bạn trai, nhưng điều kinh dị nhất là, nghĩ đến đó cô nói hấp tấp. Mẹ em biểu em mời anh đến nhà, vậy anh có chịu tới không? Khôi im lặng một lúc rồi hỏi lại. Em có muốn anh tới không? Muốn, nhưng mà em sợ lắm. Em sợ gì? Hoàng Hương lúng túng. Sợ. Như hiểu ý cô, Khôi nói luôn. Sợ mẹ em không đồng ý anh phải không? Hoàng Hương thú nhận. Dạ phải, và em cũng sợ anh buồn nữa. Nói xong, cô bối rối lặng thinh, chờ ý kiến của Khôi. Nhưng chờ hoài không thấy anh nói gì, cô lên tiếng hối hả. Anh nghĩ gì vậy Khôi? Anh đang nghĩ, nếu mẹ em muốn biết anh là ai, thì cũng không nên tìm cách lẩn tránh. Không thể tránh mãi được đâu. Nghĩa là anh đồng ý tới nhà em? Ừ, nếu em không cản. Hoàng Hương nói nhỏ. Thực tình là em không muốn vậy đâu. Mẹ em dữ lắm, em sợ mẹ làm anh giận. Vậy em định lẩn tránh tới chừng nào? Em không biết, có điều là em buồn lắm. Em thích anh, nhưng mà em sợ gia đình không đồng ý. Càng nghĩ em càng thấy chán thêm. Anh có thấy vậy không? Anh thấy chuyện đó ngay từ đầu, nhưng đã chấp nhận. Để đổi lấy em thì anh sẵn sàng đương đầu với tất cả, trừ phi em thay đổi. Hoàng Hương nói nhanh. Không bao giờ em thay đổi, không bao giờ. Vậy là được rồi. Thôi em ngủ đi, khuya rồi đó, đừng nghĩ ngợi gì hết nha. Nhưng chuyện đến nhà em thì sao? Bây giờ anh chưa chuẩn bị tinh thần, nhưng nhất định anh sẽ tới. Em đừng căng thẳng quá như vậy. Vậy chừng nào mình gặp nhau nữa? Mai anh đến trường đón em, mình sẽ nói tiếp chuyện này. Dạ. Hoàng Hương tắt máy, thở phào nhẹ nhõm. Thật ra thì cũng không giải quyết được chuyện gì, chưa có gì hứa hẹn. Khi mà cô và Khôi có thể vượt qua được gia đình hay không? Khi nói chuyện với anh, thái độ bình tĩnh của anh giúp cô trấn áp được sự rối rắm, và cô thấy sự việc chưa đến nỗi long trời lở đất như cô tưởng. Thế nhưng tối hôm sau, khi Hoàng Hương đang xem tivi trên phòng thì nghe tiếng chuông gọi cửa. Cô chạy ra ban công nhìn xuống, thấy Khôi đang đứng chờ ở dưới. Cô kinh ngạc kêu lên một tiếng hoảng hốt, rồi vội vã vào phòng thay đồ. Cô đang đứng trước bàn phấn chải tóc thì chị người làm gõ cửa nói vọng vào. Cô Hương ơi, có khách. Hoàng Hương nói vọng ra. Em biết rồi. Khi cô xuống phòng khách thì thấy bà Giang đang tiếp Khôi ở salon. Thái độ anh có vẻ trầm tĩnh và chừng mực. Hoàng Hương đưa mắt nhìn mẹ, rồi đến ngồi xuống bên cạnh bà. Bà Giang mỉm cười thân mật với Khôi. Bác nghe Hương nói kể rất nhiều về con. Biểu nó mời con về nhà chơi, nhưng mà con nhỏ cứ trì hoãn hoài. Bác nóng ruột quá nên chủ động mời con. Chắc con bất ngờ lắm phải không? Dạ phải. Lúc đó chị giúp việc đặt ly nước trước mặt Khôi. Bà Giang cười niềm nở. Uống nước đi con. Dạ. Khôi cầm ly lên, nhấp môi rồi lại đặt xuống. Bà Giang không bỏ sót một cử chỉ nhỏ của anh, không để lọt mắt từ đôi mắt đến cái miệng cương nghị. Một nụ cười hài lòng thoáng qua, nhưng sau đó lại trở lại vẻ lo lắng âm thầm. Một sự khắc khoải được giấu kín dưới dáng vẻ hòa nhã lịch sự. Hoàng Hương cứ xây tới xây lui một cách bồn chồn. Cô không ngờ mẹ mời cô tới nhà lúc này.
Bà cũng không hiểu tại sao bà biết được cách liên lạc với Khôi. Thậm chí bà cũng không nói trước với cô. Giờ biết đường đâu mà chống đỡ đây? Bà Giang khẽ liếc nhìn cử chỉ khổ sở của Hoàng Hương. Thái độ đó càng làm bà tin điều mình nghi ngờ là đúng, nhưng vẫn làm ra vẻ vô tư. Nghe Hương nói, ba mẹ con kinh doanh về bên cơ khí, cái đó thì bác không rành lắm. Công ty tên gì vậy con? Hoàng Hương muốn đứng cả tim. Cô nhìn Khôi chăm chăm, mặt nháy nháy như ra hiệu. Anh thấy cử chỉ của cô và hiểu cả tín hiệu đó, nhưng anh vẫn điềm nhiên lắc đầu. Dạ không, ba mẹ cháu không biết kinh doanh, cũng chẳng có công ty nào hết, chỉ biết làm vườn thôi. Hoàng Hương cắn môi, lấm lét nhìn bà Giang. Bà cũng không giữ nổi lớp hòa nhã mong manh, giọng bà mất bình tĩnh hẳn. Sao, chỉ làm vườn thôi à? Dạ, nhà con có hai anh em, ba mẹ chỉ sống nhờ vườn đất nuôi con đi học. Ngay bây giờ con cũng chỉ mới ra trường và đang làm cho một công ty máy tính, chứ chưa có sự nghiệp gì lớn lao hết. Nói xong anh ngồi im, can đảm chịu đựng cái nhìn khinh bỉ giận dữ và thất vọng của bà Giang. Bà thất vọng ra mặt, thậm chí muốn quát tháo, đuổi Khôi ra khỏi nhà ngay. Nhưng không hiểu ở anh có một sức mạnh tiềm ẩn nào đó làm bà không dám thô bạo. Vẻ mềm mỏng biến mất, khuôn mặt bà như tạc bằng tượng. Con chỉ có được ngần ấy thôi à? Dạ. Bà Giang chợt quay qua Hoàng Hương, nghiêm mặt. Con đi lên phòng đi, ở đây làm gì? Hoàng Hương kêu khẽ. Mẹ. Bà Giang quắt mắt. Mẹ biểu đi về phòng, nghe không? Hoàng Hương đứng dậy len lén nhìn Khôi, nhăn nhó khổ sở. Nhưng anh tránh nhìn cô, như không can thiệp vào chuyện nhà cô. Bà Giang nhìn thái độ của Hoàng Hương mà càng thêm tức, giống như bị lừa gạt. Bà nạt tiếp. Còn đứng đó hả? Hoàng Hương lấm lét đi lên. Vừa đi cô vừa quẹt mắt khóc mù trời. Chờ cô đi khuất sau cửa rồi, bà Giang quay lại nhìn Khôi, giọng khô khan. Còn quen với nó bao lâu rồi? Dạ cũng gần một năm rồi. Một năm? Bà Giang muốn bật ngửa ra, vừa ngạc nhiên vừa choáng váng, như bị ai chơi một cú lừa sau lưng. Giọng bà lạc đi. Vậy mà con Hương nó không nói gì hết. Con có biết tại sao nó giấu tôi không? Khôi nói thẳng thắn. Hoàng Hương sợ bác không đồng ý, vì cô ấy thừa biết con không nằm trong tiêu chuẩn của gia đình. Bà Giang hơi bất ngờ vì thái độ đường hoàng của anh. Bà hơi lúng túng một chút rồi nghiêm mặt. Con biết cả chuyện đó à? Đã biết vậy sao còn tiếp tục tớ lui với nó? Con nghĩ cái gì mà làm như vậy? Có lường trước những gì sẽ xảy ra chưa? Khôi im lặng suy nghĩ một lát rồi ngẩng lên, nói chững chạc. Trước khi chính thức quen với Hoàng Hương, con đã thấy hết. Đã từng cố không để chuyện đó xảy ra, nhưng sau đó con hiểu là tình cảm thì không thể có bức tường nào chặn lại được. Cho nên cả con lẫn Hoàng Hương đều phải chấp nhận hoàn cảnh không bình thường của mình. Không bình thường à? Nói xong câu đó, bà Giang mới ý thức hết bi kịch của con gái mình. Giọng bà vỡ ra tức giận. Biết là không bình thường mà vẫn lôi kéo con nhỏ. Trời ơi, tôi thật không thể hình dung con gái tôi lại gặp tai họa như vậy. Chữ tai họa của bà làm Khôi quay mặt đi. Anh lặng lẽ kìm nén cảm giác đau nhói trong ngực, cảm giác vừa tự ái vừa nhẫn nhịn, một điều mà anh chưa từng phải gặp từ trước giờ. Và mặc dù thấy không chịu nổi, anh vẫn cố không để lộ ra ngoài. Bà Giang thật sự mất bình tĩnh, và tất cả sự kiêu hãnh của một người phụ nữ từng sống trong nhung lụa, quyền uy bộc lộ một cách mạnh mẽ. Con có biết con gái tôi lá ngọc cành vàng thế nào không? Tại sao dám chà đạp danh dự của nó? Tại sao dám kéo nó xuống tận lớp của con? Sao không biết thân phận gì hết vậy? Khôi đan hai bàn tay vào nhau, những ngón tay nắm chặt như cố kiềm chế. Anh bặm môi nhìn vào góc tường, im lặng nghe. Hình như thái độ đó làm bà Giang thấy bị thách thức. Giọng bà bắt đầu cao vút. Đã biết địa vị chênh lệch như vậy, sao không tránh ngay từ đầu? Lại còn đổ thừa tình cảm nữa. Cậu tưởng tôi thừa nhận dễ dàng lắm chắc? Bà quát lên. Sao dám dụ dỗ con gái tôi cái kiểu lén lút đó? Tôi biết thân biết phận không hả? Từ nãy giờ Hoàng Hương đứng nấp sau cửa, nhìn Khôi bị miệt thị, cô đau lòng vô cùng. Nhưng vì sợ mẹ quá nên cô không dám bước ra. Bây giờ thấy bà Giang càng lúc càng tức giận và quá đáng, cô quên cả sợ, chạy ào ra níu tay bà. Mẹ ơi, không phải anh ấy cố ý đâu, tại con chủ động làm quen trước đó, mẹ đừng có la lớn như vậy, tội nghiệp. Cô chưa dứt câu đã bị xáng cho một bạt tai. Câm họng. Khôi đứng bật dậy,
bản năng làm anh muốn kéo Hoàng Hương về phía mình, nhưng bà Giang đã đẩy cô vào nhà. Còn dám bênh vực nữa hả? Mày làm mẹ thất vọng quá rồi, muốn chết cho xong. Sao mày tự hạ giá vậy hả con nhỏ kia? Hoàng Hương khóc méo máu. Mẹ đừng nói vậy mà, đừng có coi thường ảnh mà. Mày còn nói như vậy nữa hả? Bà túm áo cô, đánh thì xót ruột, nhưng cơn tức não nề làm bà không chịu được. Thế là bà đẩy cô ngã chúi xuống salon. Trời ơi, sao tôi khổ dữ vậy? Mày chết đi cho mẹ đỡ xấu hổ, chết đi. Không chịu được nữa, Khôi bước qua, kéo Hoàng Hương đứng lên và đứng chắn ngang cô. Ba cứ mắng với con, nhưng mà đừng làm vậy với Hoàng Hương, cổ không chịu được. Bà Giang quát lên, cậu ra khỏi nhà tôi ngay. Vừa lúc đó ông Giang về tới, có cả ông Dũng đến chơi. Thay cảnh đó, ông Giang đi nhanh về phía salon. Chuyện gì vậy? Sao lại âm ý vậy mình? Hoàng Hương chạy đến ông Dũng, vừa khóc vừa kéo tay ông. Châu Dũng, khuyên mẹ con giùm đi, mẹ con quát anh Khôi đó, mẹ biết chuyện của con hết rồi. Ông Giang ngạc nhiên nhìn Khôi, rồi nhìn qua bà Giang. Nó nói vậy là sao? Hoàng Hương kéo tay ông Dũng, nói như năn nỉ. Chú nói với ba giùm con đi chú, nói ba đừng mắng chửi anh Khôi như mẹ, ảnh không có lỗi, tất cả là... Bà Giang điên tiết vì cách nói của cô, bà quay qua ông Giang gào lên. Mình về mà giải quyết chuyện này đi, hai đứa nó thương nhau đó, nó giấu tôi mà thương một người như vậy đó. Tôi mà không phát hiện thì còn bị lừa gạt đến đâu. Trời ơi, tức chết được mà. Không chỉ một mình ông Dũng mà cả ông Giang cũng ngạc nhiên về thái độ hung hăng của bà Giang. Lần đầu tiên mọi người thấy bà mất đi dáng vẻ thông dong sang trọng mà trở nên hung hãn cuồng điên, đến nỗi làm Hoàng Hương sợ khiếp vía. Ông Giang nhìn Khôi một cách ngạc nhiên. Cậu quen với con gái tôi à? Quen từ lúc nào vậy? Sợ ông Giang làm ầm ĩ như bà Giang, ông Dũng vội can thiệp. Chuyện gì cũng từ từ tìm hiểu anh à. Ông quay qua Khôi, nháy mắt. Con về đi, hôm nào rảnh, chú gọi điện cho con sao? Khôi không thể làm gì khác được, đành chào mọi người ra về. Bà Giang gật đầu một cách lạnh nhạt, đến mức ông Giang thấy ngại, nên tiễn anh ra cửa. Khi Khôi về rồi, bà Giang bắt đầu quay qua đầy nghiến Hoàng Hương. Mẹ không ngờ con dám nói dối như vậy, nói là gia đình nó có hai công ty lớn, trong khi nó gặp phất chuyện đó. Sao dám nói láo chứ hả? Hoàng Hương khóc thúc thích. Tại con sợ mẹ không cho con quen với ảnh. Biết không cho sao còn dám quen. Bà quay qua ông Giang. Mình có biết gia đình thằng nhỏ đó làm gì không? Ba mẹ nó làm giường, nó cũng không có gia tài gì đáng giá, vậy mà còn dám đèo bồng con gái nhà này. Mình sáng mắt ra chưa? Chiều nó quá để nó làm mất mặt tôi với mình. Chuyện này bạn bè tôi mà biết thì còn ra thể thống gì đây? Ông Giang cau mặt nhìn Hoàng Hương, vẻ không hài lòng, nhưng không đến nỗi dữ dội như bà Giang. Ông nói gằn giọng. Con có biết lúc trước cậu ta làm ở công ty ba không? Dạ biết. Đã biết như vậy, sao còn dám quan hệ với cậu ta? Con từ chối nhiều người tương xứng với nhà mình, vậy mà lại chọn một người không có tương lai. Con không sợ khổ sao? Bà Giang chỉ chiết. Tới giờ tôi mới hiểu tại sao nó sợ khác bạn bè nó. Nó sợ sống sang trọng quá thì cao hơn cậu ta. Nó muốn hạ xuống cho bằng cậu ta, ngu chưa từng thấy. Ông Giang nhìn Hoàng Hương, nhưng mà chỉ biết lắc đầu chứ không nói gì. Mà ông cũng không có thời giờ để nói, vì bà Giang đã đầy nghiến tiếp. Người ta thì tìm chồng để nương nhờ, còn nó thì chọn cái chỗ không ra gì mà thương. Thật uổng công cho tôi lo lắng cho nó. Bà chợt đập tay xuống bàn. Mai mốt mẹ cấm không được xài điện thoại cầm tay nữa. Đi học thì để chú Tư đưa đón, học xong là về liền. Cấm không được đi chơi với bạn bè gì hết. Ông Dũng nói như khuyên. Chuyện gì cũng từ từ khuyên nói chị à. Chị làm căng thẳng vậy nó sợ, tội nghiệp lắm. Ông nháy mắt ra hiệu cho Hoàng Hương. Con về phòng đi, để ba mẹ con nói chuyện. Hoàng Hương hiểu ý ông Dũng, cô đứng dậy đi vào nhà. Ngồi trên phòng mà cô còn nghe tiếng bà Giang khóc và kể lể ồn ào ở dưới. Lần đầu tiên hình ảnh bà mẹ trầm tĩnh quý phái bị sụp đổ. Và cô vừa thương vừa thất vọng khi mẹ phản ứng ầm ĩ như thế, dữ dội ngoài sức tưởng tượng của cô. Từ nhỏ giờ vốn được ba mẹ cưng chiều và cư xử nhẹ nhàng, nên bây giờ gặp phản ứng quá gay gắt của mẹ, cô thấy trời đất như nổi phong ba, không thể nào chịu nổi.
Năm cô nàng ngồi chùm dưới chân cầu thang. Sáng nay cả bọn vào sớm để kéo xuống đây nghe chuyện của Hoàng Hương. Cô ngồi giữa vừa kể vừa khóc sụp sịch, đôi mắt đỏ que. Càng nhớ lại chuyện xảy ra hôm qua, cô càng khóc dữ hơn, như vẫn còn nguyên vẹn ấn tượng kinh hoàng. Tú Lan thở dài. Không biết anh Khôi nghĩ gì, chắc ảnh buồn lắm. Ngọc Hà lắc đầu. Một người kiêu hãnh như ảnh mà phải nghe người khác miệt thị, chắc là đau khổ lắm. Mày thấy ảnh có vẻ giận không Hương? Hoàng Hương lắc đầu. Ảnh không có nói gì hết, cứ mím miệng ngồi im. Ta chưa bao giờ thấy mẹ ta nói nặng ai như vậy. Lúc đó ta vừa bất ngờ vừa sợ, nên cứ rối cả lên. Cô chậm nước mắt. Mẹ ta cấm không cho gặp ảnh, bây giờ không biết phải làm sao nữa. Thì gọi điện thoại nói chuyện, hỏi thử xem ảnh nghĩ gì. Hoàng Hương hít mũi. Mẹ ta giữ điện thoại rồi, sáng nay chú Tư đưa tới trường, mai mốt là không được đi chơi đâu nữa. Ngọc Mai tròn mắt. Sao giống ở tù quá vậy? Tú Lan suy nghĩ một lát rồi nói. Hay là mi nghĩ tiếc đầu, ra bưu điện gọi cho ảnh đi, hẹn ảnh tới trường nói chuyện đi. Hoàng Hương lắc đầu thiểu não. Nhưng ảnh mất đi làm mà. Tú Lan vung tay lên. Ta bảo đảm mi gọi là ảnh nghỉ làm tới liền luôn, thì cứ gọi thử đi. Ngọc Mai nhìn đồng hồ rồi hối thúc. Nhanh đi mi, gần vô học rồi đó. Hay là mi hộ tống nó đi Lan. Ừ, có gì ta nghỉ một tiết cũng được. Cả bọn kéo Hoàng Hương đứng dậy, hộ tống hai nàng ra cổng rồi mới trở vào. Hoàng Hương và Tú Lan đến trạm điện thoại gần đó. Cô vào gọi cho Khôi. Vừa nghe tiếng anh, cô lại mũi lòng khóc sụt sịt. Anh Khôi, em đây. Giọng Khôi có vẻ lo lắng. Sao em lại sử dụng số này? Máy em đâu? Em khóc phải không? Mẹ em giữ máy em rồi, mẹ không cho xài nữa. Em phải ra điện thoại công cộng gọi đó. Bây giờ em đang ở đâu? Đang ở gần trường, anh tới ngay được không? Được, em đứng chờ ở cổng trường, anh tới ngay. Nhưng anh không đi làm sao? Anh sẽ gọi điện báo nghỉ một buổi, chờ anh nghe. Dạ. Hoàng Hương trở ra đường, Tú Lan hỏi ngay. Sao mi, ảnh tới không? Tới. Tú Lan thở phào. Ta sợ ảnh giận chứ, tính ảnh cao ngạo lắm đấy. Ai nói nặng là không chịu đâu. Sợ ảnh ghét mẹ mi nên xù luôn mi đấy. Vậy là ảnh không giận mi, yên tâm rồi. Hoàng Hương thở dài. Thôi mi lên lớp đi, để một mình ta chờ thôi, chờ chi hai người. Tú Lan nói như dặn. Nhớ xin lỗi ảnh nghe mi. Xin lỗi vì mẹ mi nói nặng ấy, nhớ nghe. Ừ. Tú Lan đi trở vào trường, còn một mình Hoàng Hương đứng phía sau cổng ngóng ngóng ra đường. Một lát sau Khôi tới. Việc đầu tiên là anh nhìn cô thật lâu. Bộ đêm qua em không ngủ hả? Sao nhìn em bơ phờ vậy? Còn anh? Anh cũng không ngủ được. Muốn gọi cho em nhưng máy em bị khóa. Anh nghĩ mẹ em giữ nên không gọi nữa. Hôm qua nay anh không biết làm cách nào để liên lạc với em. Hoàng Hương nhìn quanh rồi ngồi lên sau xe. Anh đưa em vào quán nào đó đi, em cần nói với anh nhiều chuyện lắm. Khôi nhìn quanh rồi đề nghị vào quán nước ở gần trường. Cả hai vượt qua dãy bàn ngoài sân, chọn một bàn khuất sâu trong góc phòng. Hoàng Hương thấy yên tâm hơn. Cô ngồi thật gần Khôi, giọng lo lắng. Anh có ý định chia tay với em không? Sao em có ý định đó hả? Em sợ anh ghét mẹ em. Em biết mẹ nói vậy là anh bị xúc phạm. Đừng buồn mẹ em nghe. Tại vì mẹ bị bất ngờ nên mới thế, chứ không phải là... Khôi ngắt lời. Anh đã biết trước, và khi anh đồng ý chấp nhận thì tới mức nào anh cũng chịu được hết. Em đừng sợ anh thay đổi. Hoàng Hương cúi đầu nhìn xuống bàn thở dài. Sao anh nói thật làm gì? Em đã nói với mẹ là gia đình anh... Khôi lắc đầu chặn lại. Tại sao em phải nói dối như vậy? Anh không đồng ý, anh không muốn lừa gạt ai hết, nhất là với gia đình em. Em có biết em làm vậy anh càng bị tổn thương không? Sao em lại biến anh thành tên lừa đảo chứ? Hoàng Hương bụm miệng, bắt đầu bị xúc động nghẹn cả cổ. Cô nói tiếng được tiếng mất. Em sợ ba mẹ em không chịu anh, rồi cấm em gặp anh. Nhưng em đâu thể giấu mãi được, mà anh cũng không muốn giấu, cũng không muốn ngụy trang. Nếu anh cũng giấu giếm như em thì anh thấy mình còn tồi hơn nữa. Bây giờ mẹ ghét em lắm, thêm mặt em là mẹ hầm hừ như kẻ thù.
em không muốn về nhà chút nào. Khôi cầm tay cô, siết nhẹ. Tại anh mà em không còn vô tư như trước kia nữa, cũng không vui vẻ được nữa. Em có hối hận không? Hoàng Hương lắc đầu thật mạnh. Không khi nào em hối hận, em chỉ ước gia đình em đừng ghét anh thôi. Khôi cười tư lự. Ba mẹ em không ghét bản thân anh, chỉ không thích những gì anh có thôi. Điều đó anh thông cảm được, bởi vì cha mẹ mà, ai cũng sợ con mình khổ cả. Anh nghĩ sau này có con, anh cũng sẽ như vậy thôi. Hoàng Hương không nghĩ xa xôi nổi, cô lắc đầu chán nản. Nhưng ngăn cấm như vậy, em càng khổ hơn, rồi mình sẽ ra sao đây anh? Bây giờ những gì anh đoán đã xảy ra rồi, em thấy nặng nề lắm phải không? Em khổ sở quá, trước kia em bị anh ghét, em chỉ nghĩ đến chuyện làm sao để anh yêu em. Biết là mẹ em phản đối, nhưng em không hình dung nó lại kinh khủng tới vậy. Em không ngờ mẹ dữ như vậy. Em có thể rút lui để tìm lại sự yên ổn lúc trước. Anh hứa sẽ không quấy rầy em đâu. Hoàng Hương dương mắt nhìn Khôi rồi chảy nước mắt. Anh còn nói như vậy nữa sao? Thà bị mẹ ghét, chứ anh mà bỏ em thì em sẽ chết thôi. Cô lấy khăn lau mắt, hỏi một cách băn khoăn. Bây giờ làm sao đây anh? Mẹ quản lý em như vậy, làm sao em gặp anh mỗi ngày đây? Không gặp anh, em nhớ lắm, chịu không nổi đâu. Thời gian này em không nên gặp anh thường. Nếu nhớ thì anh sẽ gọi điện cho em. Nhưng em không có điện thoại. Anh sẽ mua cái mới cho em. Mắt Hoàng Hương sáng lên. Vậy mà em không nghĩ ra. Em sẽ gửi Tú Lan giữ. Khi vào trường em sẽ gọi cho anh. Như vậy nha. Khôi im lặng gật đầu. Anh nhìn nét mặt hớn hở của Hoàng Hương rồi khẽ thở dài. Chỉ giải quyết được một chuyện nhỏ như vậy là cô cũng vui được. Cô chỉ cần biết trước mắt là tình yêu, là được gặp nhau. Còn những chuyện khác thì không cần biết tới. Hay có nghĩ thì cũng mơ hồ rằng nó chưa tới. Không chừng cô cứ vô tư như vậy mà hay hơn. Hoàng Hương ngồi thẳng người lên, vẻ mặt chợt băn khoăn. Nhưng rủi em gọi lúc anh đang làm việc thì sao? Có được không? Được chứ, miễn là đừng lâu quá. Nhưng nói ít thì làm sao đủ ý, em không chịu đâu. Chuyện đó đâu có lớn. Nếu em muốn thì lúc hết giờ làm anh sẽ gọi cho em. Hoàng Hương ngồi suy nghĩ rất lâu, vẻ mặt như giải quyết chuyện nghiêm trọng. Khôi tưởng cô lại buồn vì tình trạng của anh và cô. Anh định nói một vài câu an ủi, nhưng Hoàng Hương đã vô tình lên tiếng trước. Không biết giờ tan sở của anh có trùng với giờ tan học của em không? Tại vì em không ở lâu được, chú Tư đến đón đó. Khôi nhìn cô chăm chú. Chuyện đó làm em lo lắng đến vậy sao? Hoàng Hương dương mắt nhìn anh. Như vậy mà không đáng lo sao? Em chỉ sợ không nói chuyện nhiều được với anh, còn anh thì không thấy nó quan trọng mà. Mình có thể lén gặp nhau, chuyện đó không lớn. Nhưng rồi sau đó sẽ thế nào đây? Không lẽ cứ lén lút suốt cả đời? Hoàng Hương phẩy tay. Em không cần biết đâu, chỉ cần anh gặp thường xuyên vậy là đủ rồi. Khôi hỏi thử. Nếu mẹ em quyết định cấm, mình sẽ vẫn thế này mãi sao? Sẽ vẫn chỉ là người yêu, không thể khác được sao? Cái đó sao sẽ biết. Chỉ cần bây giờ anh đừng chia tay với em, chỉ cần mình có thể gặp nhau thường xuyên, vậy là không có gì thay đổi hết, mình vẫn như trước kia thôi. Em không sợ thiệt thòi cho em sao? Hoàng Hương lắc đầu rồi khẽ nhăn mặt. Đừng nói tới những chuyện xa xôi đó, em thấy sợ lắm. Em không thích nghĩ tới. Em phải nghĩ chứ. Anh muốn biết em quan niệm tình yêu là thế nào. Chỉ cần yêu nhau thôi sao? Em có nghĩ là mình sẽ làm đám cưới không? Hoàng Hương mở to mắt như nghe một điều lạ lùng, rồi lại nhăn mặt. Nhưng chuyện đó còn xa lắm, em còn những 2 năm nữa mới ra trường. Vậy rồi sau 2 năm đó thì sao? Nếu mẹ em cấm, anh và em sẽ lấp lửng thế này đến già sao? Hoàng Hương thở dài. Chỉ chuyện bị mẹ phát hiện cũng đủ làm em khổ rồi, thế mà anh còn làm em rối lên vì lo lắng. Em không muốn nghĩ tới. Miễn mình vẫn gặp nhau là em chịu rồi. Em đừng vô tư như vậy. Anh hỏi nha, nếu vài năm nữa mà mẹ em vẫn cấm thì em có dám lấy anh không? Hoàng Hương nhìn Khôi trách móc. Lại nói đến chuyện đó thật nhức đầu. Anh mà cứ hỏi như vậy là em về đó. Khôi ngồi im suy nghĩ một chút rồi mỉm cười. Có lẽ anh không nên nói với em những chuyện như vậy.
còn hơi sớm, mà em cũng đâu có quen với những chuyện nghiêm trọng. Hoàng Hương nói qua chuyện khác. Ngày mai mấy giờ anh gọi điện cho em? Bao giờ em tan học, anh sẽ gọi. Hoàng Hương lẩm nhẩm như tính toán. Vậy em sẽ bảo bọn nó ở lại với em. Chú Tư sẽ không biết được. Chú ấy mà thấy em có điện thoại là thế nào cũng nói với mẹ. Khôi lại hỏi thử. Nếu như mẹ em phát hiện em lén gặp anh, em sẽ làm thế nào? Hoàng Hương chống cằm rầu rĩ. Em cũng không biết nữa. Nhưng mình đã thế này rồi, mẹ em không phát hiện đâu. Làm vậy em có thấy có lỗi với mẹ không? Em không muốn làm mẹ buồn, nhưng mà cũng không muốn mất anh. Em biết làm sao bây giờ, cho nên cứ thế này là hay nhất. Thế này đến bao giờ? Em không biết đâu. Khôi nhìn xuống đồng hồ rồi ngước lên. Mình về đi. Em đừng bỏ học nhiều quá. Lỡ lần này thôi, mai mốt trong giờ học đừng gặp anh thế này nữa. Hoàng Hương miễn cưỡng gật đầu rồi nói như không yên tâm. Nhưng anh sẽ liên lạc với em nữa chứ. Bao giờ anh mang điện thoại tới cho em? Ngày mai anh sẽ gửi Tú Lan đưa em. Nhớ nha, nếu không là em buồn lắm đấy. Cô nhìn quanh rồi luồn tay với bạn, đặt lên chân Khôi. Anh nắm tay em đi. Khôi mỉm cười vì cử chỉ trẻ con đó, nhưng cũng nắm tay cô siết nhẹ. Nhớ là đừng để mất ngủ nữa nghe. Em mà ốm là anh đau lòng lắm đó. Anh cũng vậy nhé. Đừng có nhớ những gì mẹ em nói rồi buồn nha. Anh quên đi được không? Khôi chỉ cười chứ không trả lời. Anh tránh né bằng cách gọi người tới tính tiền, rồi đưa Hoàng Hương trở lại trường. Bà Hoàng Hương cũng không nhớ mình đã hỏi gì, cũng không thấy được nét buồn trên mặt Khôi. Chỉ cần gặp anh là cô có thể quên hết những chuyện buồn phiền khác. Chiếc xe ngừng lại trên vỉa hè. Phía trước một dãy xe đậu trên lề. Hoàng Hương nhìn qua cửa. Cô thấy bên trong ngôi biệt thự Khánh Trân đèn sáng rực rỡ. Người ta khá đông, họ đi thấp thoáng sau cửa kính. Hôm nay là sinh nhật của bà Khánh Trân, chủ nhân của ngôi biệt thự. Hoàng Hương đã theo mẹ đến đây vài lần. Đó là những lúc bà Trân mở tiệc cuối năm hoặc một buổi họp mặt thân mật. Hoàng Hương không thích đi chút nào. Trước kia cô hay theo mẹ đến những nơi tiệc tùng của người lớn, nhưng lúc đó cô không hề thấy chán vì chẳng có bạn bè riêng nào để chơi. Bây giờ thì đã có Khôi, cô chỉ thích ở bên cạnh anh, cho nên những lúc thế này cô chán không thể tưởng. Hoàng Hương theo mẹ xuống xe. Bà Giang quay qua dặn tài xế vài câu rồi bước tới sửa lại khăn choàng cổ cho Hoàng Hương. Bà nhìn cô một cách hài lòng. Được rồi, đi con. Hai mẹ con đi vào cổng. Bà Giang cứ chào hỏi hoặc nói chuyện với nhiều người. Bà linh hoạt vui vẻ bao nhiêu thì Hoàng Hương ủ dột rầu rĩ bấy nhiêu. Ở đây cô không biết ai, cũng chẳng nói chuyện được với ai, ngoài mấy người lớn thỉnh thoảng lại nhìn cô khen đẹp. Cái cách nói của người lớn dành cho con nít khiến cô thấy rất khó chịu. Bà Giang đang đứng giữa sân nói chuyện với một người đàn ông lớn tuổi. Hoàng Hương đứng một bên thờ ơ nhìn mọi người đi lại trong nhà. Chờ chủ nhân đi ra, tiến thẳng đến phía cô. Bà nhìn cô cười thân mật, khác hẳn với mấy lần trước, khiến cô thấy hơi lạ, nhưng cũng lễ phép chào một cách dè dặt. Bà Trân chỉ hỏi bà Giang vài câu, rồi kéo Hoàng Hương đi vào nhà. Vào đây con, để mẹ con nói chuyện với bác ấy. Lâu quá không gặp con mau lớn quá nhỉ. Càng lớn càng xinh thêm, vừa cả con Linh nhà dì đó. Dạ. Nghe mẹ con nói con ít đi chơi ở đâu lắm có phải không? Dạ. Con ngoan thật đấy. Dì thích con chơi với Thùy Linh nhà dì lắm. Thỉnh thoảng con qua đây chơi với nó nha. Dạ. Con đừng có nói suông, mai mốt nhớ tới chơi thường nha con. Dạ. Hoàng Hương hơi ngạc nhiên với cử chỉ thân mật đột ngột của bà, nhưng không nói ra. Trước đây cô cũng hay đến đây, nhưng mà có bao giờ bà có thời giờ trò chuyện riêng với cô đâu, nhất là lại muốn cô chơi với Thùy Linh. Cô nàng ấy lớn hơn cô chỉ có 2 tuổi, thế mà cứ làm ra vẻ đàn chị. Mỗi lần cô tới chỉ cười với cô theo kiểu hạ cố, như kiểu người lớn không thèm chơi với con nít. Sao bây giờ bà Trân lại biểu cô giao thiệp với cô nàng kiêu kỳ ấy nhỉ? Không dám đâu, sợ bị ăn hiếp lắm. Bà Trân cứ ôm ngang người Hoàng Hương đi vào nhà, làm cô ngọ nguậy muốn thoát ra nhưng không dám. Cô không quen với những cử chỉ thân mật như vậy và thấy khổ sở vô cùng.
Vào trong phòng, Hoàng Hương định kiếm cớ đi ra chỗ khác, nhưng bà Trân cứ giữ cô lại, hỏi hết chuyện này tới chuyện kia. Thế rồi bà lại dẫn cô lên lầu. Đi trên hành lang, bà nói vui vẻ: "Con lên làm quen với anh Thái đi con. Hai anh em hay gặp nhau, nhưng mà không khi nào nói chuyện. Anh Thái con cũng thích có bạn lắm. Hôm nay con cũng không có ai để nói chuyện. Thôi thì lên chơi với anh Thái cho đỡ buồn nha con." Hoàng Hương muốn phản đối nhưng cứ bị kéo đi, khiến cô không từ chối được. Ai chứ hai anh em Thùy Linh thì cô đâu có xa lạ. Cô em quậy bao nhiêu thì ông anh lại tu hành bấy nhiêu. Không biết anh ta có quan tâm đến cô hay không, nhưng cô thì chưa từng nghĩ mình kết bạn được với hai anh em nhà dì Trân. Lúc trước đã vậy, bây giờ cũng không khác. Bà Trân kéo Hoàng Hương đến căn phòng kín cửa rồi gọi lớn: "Thái à, có em Hương tới chơi nè con, mở cửa đi." Cánh cửa bật mở, rồi một khuôn mặt khó khăn hiện ra, vẻ phật lòng như bị làm phiền. Tuy nhiên vì lịch sự, anh ta cũng cười nhẹ nhàng: "Hương vào chơi." Hoàng Hương chưa kịp nói gì thì bị đẩy vào phòng, rồi bà Trân nói với vẻ vội vã: "Ở đây chơi nha con, dì phải xuống tiếp khách, dì bận quá." Rồi bà biến mất sau cửa. Hoàng Hương đứng lớn ngớ nhìn theo, rồi quay lại ngó Thái: "Em không biết là anh ở đây, dì Trân đưa em lên, hay là xuống dưới đi anh Thái?" Thái đẩy cửa rộng rồi lắc đầu: "Ở dưới ồn ào lắm, anh không thích. Nếu Hương không có ai chơi thì ở đây đi, anh em mình xem phim hay nghe nhạc cũng được." Hoàng Hương lưỡng lự một lát rồi bước vào phòng. Dù sao ở đây cũng đỡ ồn hơn là ở dưới nhà. Dù một mình trong phòng với Thái, cô thấy cũng không vui gì. Cô đến tủ sách lựa mấy quyển định đọc, nhưng chọn hoài không tìm được quyển nào, toàn là sách triết học, Phật học và tâm lý học. Cô liếc về phía Thái, cười mỉm một mình. Một người với tính cách như vậy mà sinh ra trong gia đình dì Trân thì lạc loài thật rồi. Không những vậy mà đến giờ cũng không có lấy một cô bạn gái. Ai mà chịu nổi một người thâm trầm im ỉm như vậy. Thái bước đến mở tivi rồi quay qua Hoàng Hương: "Em thích xem phim gì?" Hoàng Hương lựa mấy đĩa nhạc rồi chọn một cái đưa cho Thái: "Em thích chương trình này lắm, nghe nhạc nhẹ cũng hay hay. Em không thích nhạc ồn." "Anh cũng vậy, nhạc của giới trẻ nó cứ choi choi, anh nghe không được." Hoàng Hương suýt phì cười. Anh Thái cũng chưa đến 30 mà nói chuyện nghe như là ông già 60. Không biết trong ánh mắt anh, cô có thuộc loại trẻ choi choi không? Anh ấy nghĩ về chị Thùy Linh như vậy thì đúng hơn. Thái mở máy rồi ngồi xuống cạnh Hoàng Hương: "Em muốn uống gì? Cà phê hay là nước ngọt?" Nghe nói đến cà phê, Hoàng Hương phục nghĩ ra một điều. Cô hồi hộp nhìn Thái: "Anh Thái có muốn ra ngoài uống cà phê không? Tìm một quán nào đó ngồi chơi, ở đây buồn quá." Thái có vẻ ngần ngừ nhưng cũng gật đầu: "Đi cũng được, nếu Hương thích." Hoàng Hương bèn đứng dậy: "Em chờ anh Thái ngoài này nha." Rồi cô đi ra hành lang đứng chờ. Một lát sau Thái bước ra, áo sơ mi gài kín tai màu xám, dáng điệu đạo mạo như nhà hiền triết. Dù anh cũng nói chuyện bình thường như mọi người, ở anh toát lên vẻ nghiêm chỉnh, làm các cô gái có thể yên tâm khi đi với anh. Hoàng Hương cũng vậy, chứ nếu là ai khác chắc cô chẳng chủ động rủ đi chơi như thế này. Cả hai đi xuống dưới, gặp bà Giang giữa đường. Hoàng Hương bèn nói nhỏ với Thái: "Anh xin mẹ em đi, nói là đưa em đi nhà sách nha." Thái có vẻ ngạc nhiên nhưng cũng không hỏi. Anh bước đến phía bà Giang nói lễ phép: "Con xin phép." "Xin phép gì cho Hoàng Hương ra ngoài một lát, con và cổ định mua vài quyển sách." Bà Giang có vẻ vui ra mặt, bà nhìn Hoàng Hương một cách hài lòng rồi gật đầu: "Ừ, con cứ đi chơi đi, nhưng mà đừng có về khuya quá nha." Hoàng Hương bèn nói tới: "Lát nữa anh Thái đưa con về luôn, mẹ đừng chờ con nha mẹ." Bà Giang gật đầu dễ dãi: "Vậy cũng được." Thái gật đầu nhẹ nhàng: "Chào dì con đi." "Ừ, đi chơi vui nha con." Hoàng Hương nhìn mẹ một cái, trong một thoáng cô cảm nhận được vẻ hài lòng đặc biệt trong mắt bà. Cô tẩm ngẫm suy nghĩ mà không hiểu được tại sao như vậy. Đến lúc ra sân, cô quay nhìn vào nhà, thấy bà và dì Trân đứng nhìn theo, nói cười một cách vui vẻ.
Cả hai bà mẹ đều có nét mãn nguyện tương tự. Cô bỗng đoán lờ mờ ý định của mẹ và quay phắt qua nhìn Thái. Hình như anh không biết gì nên vẻ mặt tỉnh bơ. Rất may là anh không phải mẫu người hay nhận xét về thái độ của người khác với mình, không chừng vô tư vậy mà lại hay. Hoàng Hương thở dài nhẹ nhõm, đồng thời cũng thấy lo lắng. Rõ ràng mẹ và dì Trân muốn cô quen với Thái. Dì Trân thì vô tư, nhưng mẹ thì muốn làm thế để cô quên Khôi. Tự nhiên cô thấy bất mãn vô cùng. Nhưng chỉ một lát là cô quên tâm trạng đó ngay, vì nói chuyện với Thái cũng không đến nỗi nhạt nhẽo. Khi ra đường, anh hỏi một cách lịch sự: Hương muốn đi đâu? Hoàng Hương nói như rất vô tư: Đến cà phê Thanh Thanh đi anh Thái. Thái ngạc nhiên: Đây qua đó hơi xa, anh sợ về khuya đó. Sao Hương không chọn một quán ở gần hơn? Về khuya quá, dì Giang phiền anh đó. Nhưng Hoàng Hương không còn tâm trí để nghĩ tới chuyện về khuya. Cô đã có Thái bảo hộ thì không sợ chút nào. Khi Thái ngừng trước quán cà phê, Hoàng Hương bước xuống. Cô bặm môi, nói một cách dè dặt: Anh Thái vào chờ em chút nha, nhà nhỏ bạn em gần đây, em vào thăm nó một chút rồi ra ngay. Chỉ một chút thôi, anh chờ em nha. Thái rất bất ngờ vì hành động của cô. Anh không vui lắm, nhưng cũng lịch sự gật đầu. Hương cứ đi đi, có cần anh đưa đi không? Hoàng Hương vội xua tay: Không không, nhà nó gần đi thôi, chỉ một chút là tới liền. Nói xong, cô vội vã bỏ đi. Được một đoạn, cô quay lại xem Thái có nhìn theo không. Nhưng anh đã dẫn xe vào sân, thái độ hoàn toàn vô tư. Hoàng Hương thấy rất xấu hổ về việc làm của mình, nhưng bước chân thì luôn vội vã đi tới trước. Con hẻm rất tối khiến cô sợ sợ, nhưng vì không có máy và cũng không dám mượn máy của Thái, nên cô không dám gọi cho Khôi, đành xông xáo một mình. Cô đứng trước cổng nhà nhìn vào, thấy có đèn sáng. Cô định gọi Khôi, nhưng mà cửa còn mở, nên tự động bước vào. Cô băng qua khoảng sân đi lên cầu thang, lòng vừa hồi hộp vừa náo nức. Khôi có vẻ không tin vào mắt mình khi thấy cô xuất hiện ở cửa. Anh nhìn xuống dưới rồi quay qua cô: Em đi với ai vậy? Em tới một mình. Vào đi em. Hoàng Hương đi vào phòng, cả hai đứng nhìn nhau như có chút bối rối. Rồi Hoàng Hương nhào vào lòng Khôi, tay choàng qua cổ anh: Em nhớ anh quá. Cả hai ghì chặt nhau, hôn một cách cuồng nhiệt hối hả. Cuối cùng Khôi buông ra, nhìn Hoàng Hương một cách lo ngại: Sao em dám đến đây một mình? Em nói thế nào với mẹ em vậy? Hoàng Hương cười với vẻ mắc cỡ: Em theo mẹ đến dự tiệc ở nhà dì Trân, dì ấy biểu em lên chơi với anh Thái, em bèn nảy ra ý định nhờ ảnh mà tới tìm anh. Khôi nhíu mày: Người đó là ai vậy? Là con của dì Trân, ảnh hiền lắm và rất lịch sự. Em cố ý rủ ảnh đi uống cà phê và chạy vào đây. Vậy anh ấy đâu? Ảnh ngồi ngoài quán, ảnh không biết em tìm anh. Sao em dám đi một mình vào đây vậy? Tối thế này, đường này không an toàn đâu, lần sau phải gọi điện cho anh nghe không? Dạ. Cô suy nghĩ một chút rồi nói thêm: Lúc nãy em cũng sợ, nhưng máy em nhỏ lan dữ rồi, vậy là em đi một mình luôn. Khôi kéo cô vào lòng: Em liều lắm, mai mốt đừng làm vậy nữa, là có chuyện gì thì sao? Hoàng Hương hỏi nhỏ: Em nhớ anh vô cùng, anh có nhớ em không? Gần như là thường xuyên, khi không làm việc, anh chỉ nghĩ về em, nhớ em muốn phát điên. Anh kéo mặt Hoàng Hương lên nhìn thật lâu, vẻ mặt đăm chiêu: Người đó như thế nào mà mẹ em chịu để em đi chơi riêng như vậy? Hoàng Hương vô tư: Ảnh là con dì Trân, dì ấy thân với mẹ em lắm. Nghĩa là hai gia đình biết nhau lâu rồi. Vậy em với người đó có thân nhau không? Không có thân đâu, thậm chí gặp nhau cũng không hề nói chuyện. Hôm nay tự nhiên dì Trân đưa em lên phòng ảnh chơi, vậy nên em mới nghĩ ra chuyện tới anh đó. Khôi có vẻ không vui: Lần sau đừng làm như vậy nữa, đừng đem anh ấy ra làm bình phong cho mình. Làm vậy có vẻ coi thường người ta quá. Nếu là anh sẽ giận lắm đấy. Chỉ một lần này thôi mà, em không coi thường ảnh đâu, thế nên chỉ lần này thôi. Còn nữa, em cũng đừng để hai bà mẹ hiểu lầm mối quan hệ của em với anh ta. Hoàng Hương dương mắt: Sao vậy? Khôi nghiêm nghị: Anh biết mẹ em muốn gì, nếu không thì đã không cho em đi chơi riêng với anh ấy vào buổi tối thế này. Hoàng Hương dè dặt: Làm sao anh biết? Chỉ cần suy nghĩ là đoán ra. Và anh nghĩ em cũng hiểu, em rất thông minh phải không? Hoàng Hương liếm môi, nói một cách khó khăn: Nhưng anh đừng bực mình nha, cũng đừng giận em, đừng giận mẹ em. Người lớn muốn là một lẽ, còn em chịu hay không là lẽ khác. Em nghĩ vậy đó.
Khôi nhìn Hoàng Hương chăm chú. Bình thường cô rất vô tư, thậm chí có lúc hồn nhiên đến mức làm anh mệt mỏi. Nhưng mà có những lúc rất chín chắn đến không ngờ, như là lúc này. Điều đó làm anh thấy nhẹ lòng rất nhiều. Anh im lặng mân mê những ngón tay của Hoàng Hương trong tay mình. Cô cũng ngã đầu vào trong ngực anh, lặng lẽ tận hưởng những giây phút ngắn ngủi bên nhau. Một tháng rồi không được gặp Khôi, không nhìn thấy được khuôn mặt và cử chỉ trầm tĩnh của anh. Những ngày đó lúc nào cô cũng thấy nhớ quay quắt và đầy buồn chán. Cô không tin mình sẽ có đủ dũng khí để cách xa nhau lâu như vậy nữa. Khôi chợt nhớ ra, anh đẩy nhẹ Hoàng Hương ra. Em về đi, ra ngoài đó với anh ấy, đừng để người ta chờ lâu quá. Hoàng Hương miễn cưỡng ngồi lên. Hay là tuần sau anh xin nghỉ một buổi, em cũng nghỉ học, mình đi chơi nha anh. Khôi lắc đầu. Anh không nói trước được, có gì anh sẽ gọi điện. Hoàng Hương giận dỗi. Hình như anh không có nhu cầu gặp em. Không khi nào thấy anh tìm cách để hai đứa đi chơi cả. Anh không tìm cách vì anh không thích lén lút. Cảm giác đó làm anh thấy khó chịu. Nhưng chẳng lẽ anh sẽ không gặp em luôn? Anh nhớ em lắm chứ. Nhưng không phải là gặp kiểu lén lút. Cho nên anh muốn làm việc cực lực để đừng phải chịu cảnh như thế này. Hoàng Hương gật đầu. Em hiểu rồi. Khôi nhìn cô. Em hiểu được gì? Anh muốn giàu lên để mẹ em không ghét anh nữa phải không? Khôi chỉnh lại. Để cưới em, chứ không phải chỉ để đừng bị mẹ em ghét. Nhưng anh hứa là đừng ghét mẹ em nha. Hứa không? Khôi lắc đầu. Anh không hề ghét, thậm chí rất thông cảm. Không có bà mẹ nào muốn con gái mình khổ cả. Nếu là anh, chắc anh cũng sẽ bảo vệ con anh như vậy. Ôi trời, anh nói chuyện nghe như người có gia đình vậy. Khôi định trả lời, nhưng nhớ ra thời gian không còn nhiều. Anh cương quyết bắt cô đứng lên. Em về đi, nhớ xin lỗi anh ấy và đừng làm như vậy nữa. Hoàng Hương thở dài một cách luyến tiếc. Khi ở bên Khôi, cô thấy sau thời gian qua mau quá. Nghĩ đến chuyện phải về nhà, cô thấy chán hết sức. Khôi đưa Hoàng Hương ra đầu ngõ. Cô một mình trở lại quán cà phê. Thái vẫn còn ngồi đó. Trước mặt là ly chanh đã bị nước đá chảy tan. Thấy Hoàng Hương dè dặt ngồi vào bàn, anh cố giữ vẻ lịch sự. Hương uống gì? Dạ gì cũng được. Thái quay qua gọi nước cho cô. Khi anh quay lại, Hoàng Hương nói với vẻ biết lỗi. Anh chờ lâu lắm phải không? Không có gì. Tại vì bạn em nói chuyện mãi, em dứt không ra được. Tụi em thích nói chuyện nên quên mất. Xin lỗi anh nha. Thái khoát tay. Không có gì đâu. Nhưng mà anh có giận không? Có gì đâu mà giận. Hoàng Hương không biết nói chuyện gì nữa. Tự nhiên cô ngồi im. Lúc này có mục đích riêng nên còn thấy hăm hở rủ Thái đi chơi. Nhưng giờ xong rồi, cô chẳng biết nói gì. Mà hai người cũng đâu có gì để nói. Mà cũng không hiểu tại sao Thái lại chịu đi chơi với cô. Đi mà chẳng nói chuyện gì cả. Hình như anh vì lịch sự hơn là vì muốn có bạn. Nhưng không lẽ ngồi với nhau mà cứ lặng thinh hoài. Hoàng Hương bèn khơi chuyện. Sao anh Thái không uống cà phê? Cà phê ở đây ngon lắm. Thái lắc đầu. Anh không thích những chất kích thích. Tối mà uống trà hay cà phê thì khó ngủ lắm. Anh ấy kỹ lưỡng như ông già vậy, có vẻ chăm chút bản thân quá. Hoàng Hương nghĩ thầm với một chút buồn cười. Tự nhiên cô nhìn nhìn cử chỉ của Thái. Anh ngồi khoanh tay trên bàn, dáng vẻ hơi nữ tính, yếu yếu chứ không mạnh mẽ như con trai. Thái làm cô nhớ đến Khôi. Khôi luôn có những cử chỉ dứt khoát đầy nam tính. Đến cách nói chuyện anh cũng phóng khoáng lôi cuốn. Ở Thái mọi cái đều rất chừng mực và nhạt nhạt. Có lẽ vì vậy mà cô dám yêu cầu anh những chuyện mà tự cô cũng thấy quá đáng, vì cô tin anh sẽ không phản ứng gay gắt. Hoàng Hương ngồi một lát cho phải phép rồi đề nghị về. Thái đồng ý mà không hề thắc mắc về hành động của cô. Anh làm Hoàng Hương không biết anh có đoán ra được ý đồ của cô hay đó là sự vô tình. Thái đưa cô về nhà. Anh dựng xe chờ Hoàng Hương đến bấm chuông. Cô ngạc nhiên nhìn anh. Anh Thái chờ gì vậy? Anh muốn vào nhà chào mẹ em. Dù sao cũng phải nói một tiếng vì mình về muộn quá. Hoàng Hương vội ngăn lại. Thôi khỏi, giờ này mẹ em ngủ rồi. Vậy Hương nói giùm là anh chào gì nghe. Dạ. Thái định quay ra xe nhưng Hoàng Hương vội đi theo. Khoan đã, anh Thái chờ em một chút. Thái đứng lại nhìn cô như chờ. Chuyện gì vậy Hương? Nếu gặp mẹ em, anh đừng nói là em đến nhà bạn bắt anh chờ nha. Lúc nãy em đã xin lỗi anh rồi. Thái khoát tay. Không sao đâu, anh không nói mấy chuyện đó đâu. Cảm ơn anh Thái nhiều, anh dễ thương thiệt đó.
Vừa nói, Hoàng Hương vừa nắm tay Thái lắc lắc, cử chỉ vô cùng hồn nhiên dễ thương. Thái hơi khựng lại, như bất ngờ vì hành động của cô. Bất giác anh đỏ mặt rồi lúng túng. Có gì đâu. Hoàng Hương cười tươi. Chừng nào rảnh mình sẽ đi uống cà phê nha anh Thái. Rất hân hạnh. Đến lượt Hoàng Hương ngạc nhiên vì cách nói khách sáo của Thái. Cô cũng hơi khựng lại một chút rồi cười xòa. Lúc đó có người ra mở cổng. Hoàng Hương chào Thái lần nữa rồi nhảy nhót chạy vào sân. Trông cô vui vẻ như con chim được sổ lòng. Mà điều vui vẻ đó chỉ là mỗi cô hiểu được lý do. Khi Hoàng Hương lên phòng thì thấy bà Giang đang ngồi chờ. Trong một thoáng cô nhói tim vì sợ, nhưng rồi nhớ ra cô trấn tĩnh lại ngay. Sao mẹ chưa ngủ? Mẹ chờ con hả? Ừ, sao về khuya vậy? Tại con với Thái nói chuyện vui quá nên nó hoài không hay. Nói xong cô vội đến tủ lấy chiếc áo ngủ. Bà Giang có vẻ phấn khởi lắm. Bà ngồi nhìn cô với vẻ thắc mắc. Hai đứa nói chuyện gì mà vui? Dạ đủ thứ chuyện hết mẹ à. Nhiều quá con không nhớ. Vậy à, vậy con thấy cậu ta có hợp với con không? Dạ cũng hợp mẹ. Sợ phải nói dối thêm, Hoàng Hương che miệng ngáp. Con buồn ngủ quá, con ngủ nha mẹ. Nhưng bà Giang vẫn ngồi nán lại. Rồi cậu ta có hẹn con đi chơi riêng nữa không? Dạ hình như có. Sao lại hình như? Chuyện đó mà con cũng không nhớ à? Hoàng Hương liếm môi, bậm gan nói dối tiếp. Anh có nói hôm nào hai anh em đi uống cà phê? Bà Giang hỏi dồn. Cậu ta dùng từ hai anh em à? Hoàng Hương không biết chống đỡ thế nào, cô đành lấp liếm. Chắc vậy, con cũng không nhớ nổi mẹ à. Này, con cứ đối xử với cậu ấy như bạn, đừng bao giờ nói là anh em nghe không? Sao vậy mẹ? Bà Giang khoát tay. Mẹ nói vậy thì cứ nghe vậy đi. Khi nào cậu ấy mời đi chơi thì phải nói với mẹ nghe không? Dạ. Nói xong, Hoàng Hương nhảy lên giường. Cô ôm con gấu bông vào lòng định nằm xuống, nhưng bà Giang giữ tay cô lại. Này, lúc nói chuyện con thấy thái độ của cậu ta thế nào? Thế nào là sao hả mẹ? Ờ thì có giống cách Khôi nói chuyện với con không? Mấy chuyện đó con phải biết chứ. Bị hỏi nhiều, Hoàng Hương phát rối lên. Cô nhăn mặt khổ sở. Con không biết đâu, vì mỗi người có cách nói chuyện khác nhau mà. Bà Giang chợt đổi ý. Thôi được, chuyện đó từ từ con cũng nhận ra thôi. Bước đầu như vậy là được rồi. Rồi bà nhìn cô như răng đe. Lúc này Khôi còn liên lạc với con không? Dạ không có. Vậy thì tốt. Mà con cũng không được liên lạc với cậu ta nghe chưa? Cậu ta có tìm thì cũng phải tránh mặt. Mẹ nói rồi đó, cãi lời mẹ thì sau này khổ là mẹ không cưu mang đâu. Dạ. Cô chợt buộc miệng một cách ấm ức. Sao mẹ khi dễ người ta quá vậy? Không lẽ anh cứ nghèo hoài? Bà Giang mím môi. Vậy con lấy gì? Con lấy gì chắc là cậu ta sẽ thành đạt. Mà hiện giờ cậu ta trắng tay như vậy, muốn có cơ ngơi thì ít nhất cũng mấy chục năm nữa. Con có đợi nổi không? Thấy Hoàng Hương làm thinh, bà nói tiếp. Con có bao giờ thiếu thốn đâu mà hiểu. Không lẽ mẹ để con khổ cho sáng mắt? Chứ cản con thì con đâu có biết sợ. Giọng Hoàng Hương yếu xìu. Nhưng con có nói gì đâu mà mẹ la con. Bà Giang khoát tay. Không nói chuyện này nữa, ngủ đi. Mai con nghỉ học phải không? Để mẹ dẫn đi mua cho con vài bộ đồ mới. Thôi, đồ của con đầy cái tủ rồi. Mua nữa thì chỗ đâu mà để hả mẹ? Bà Giang cười dễ dãi. Nếu chật tủ thì soạn cho chị bếp. Con gái mẹ là phải mặc đồ mới chứ. Mấy đồ mặc vài lần thì bỏ đi. Hoàng Hương không trả lời. Cô biết mẹ muốn cô đẹp để làm gì rồi. Trước kia thì chỉ là sự chăm sóc, còn bây giờ là dì Thái. Cô nhắm mắt như ngủ để khỏi phải tiếp tục câu chuyện. Chúc mẹ ngủ ngon. Bà Giang đi ra ngoài, cánh cửa khép nhẹ nhàng như sợ Hoàng Hương thức giấc. Nhưng bà vừa quay lưng là cô mở mắt ra ngay. Cô xoay người nằm ngửa, nhìn mông lung lên trần nhà. Nhớ lại những gì mẹ nói về Khôi, tự nhiên cô buồn ứa nước mắt. Hoàng Hương đang học bài thì có tiếng gõ cửa, rồi chị bếp nói vọng vào. Cô Hương ơi, có khách. Hoàng Hương bước ra mở cửa, hỏi thắc mắc. Ai vậy chị? Dạ cậu Thái. Hả? Cử chỉ ngạc nhiên của cô làm chị bếp cũng hoang mang. Cô không muốn tiếp hả? Tại không biết nên. Hoàng Hương xua tay. Không sao đâu chị, để em xuống. Hoàng Hương trở vào thay bộ đồ cho tươm tất. Cô vừa thay xong thì bà Giang đi vào. Cậu Thái tới phải không? Dạ. Xuống nhanh đi con, làm gì mà chậm như rùa vậy? Dạ. Hoàng Hương vừa bước ra cửa thì bà dặn thêm.
Nếu cậu ấy mời đi chơi thì đừng từ chối nghe con, nhưng phải xin phép mẹ mới đi, biết không? Chắc ảnh không rủ đi chơi đâu, có thân thiết gì đâu mà đi. Mà con cũng không hiểu tại sao hôm nay ảnh tới nữa. Nói xong, cô mới nhớ chuyện hôm nay nên vội làm thinh. Thật ra cô đã chủ động rủ Thái đi chơi một lần đó chứ. Hôm nay anh tới tìm cũng đâu có gì lạ. Có điều cô không ngờ là Thái đến chơi. Chẳng lẽ lần đi uống cà phê đó chưa làm anh sợ hay sao? Hoàng Hương đi xuống phòng khách. Thái đang ngồi chờ cô. Trên bàn là mấy quyển sách, hình như anh mang tới cho cô. Hoàng Hương đến ngồi đối diện với Thái cười vui vẻ. Hôm nay anh rảnh hả? Thái đẩy mấy quyển sách tới trước mặt Hoàng Hương. Anh vừa đến nhà sách, thấy có mấy quyển sách hay nên tặng Hương. Hoàng Hương cầm lên, lật vài trang xem lướt qua. Đó là những quyển truyện của tuổi mới lớn. Công nhận Thái tâm lý thật. Đúng là cô rất mê loại sách này. Vậy mà cô tưởng anh chỉ biết những loại sách nghiên cứu triết học thôi chứ. Hoàng Hương cười hân hoan. Em thích đọc truyện này lắm. Thái gật đầu. Anh cũng nghĩ vậy. Hoàng Hương tò mò. Vậy anh mua cho anh những quyển nào cho em xem với? Thái hơi lúng túng. À, anh không mua gì cả. Định xem có quyển nào mới không, nhưng mà thấy sách hay nên mua cho Hương thôi. Rõ ràng là Thái lấy cớ để đến gặp cô. Hoàng Hương không ngốc đến nỗi không nhận ra. Cô hơi ngạc nhiên vì hành động thiếu tự nhiên của anh. Việc gì anh phải kiếm cớ như vậy nhỉ? Nhưng mà điều quan trọng là hình như anh không sợ buổi đi chơi lần trước. Hoàng Hương còn đang thắc mắc thì Thái chợt nói với vẻ lúng túng. Hương có rảnh không? Anh định mời Hương đi chơi. Nghe đề nghị như vậy, Hoàng Hương vụt nhớ đến Khôi. Thế là cô gật đầu ngay. Dạ, được chứ. Nói xong câu đó, cô thấy nét mặt Thái giãn ra như rất nhẹ nhõm. Hình như anh sợ bị cô từ chối. Nhưng Hoàng Hương không còn tâm trí để phân tích cử chỉ đó. Cô đi thân thất lên phòng. Bà Giang vẫn còn ngồi trong phòng cô. Vừa thấy cô, bà hỏi ngay. Thế nào, cậu ấy mời con đi chơi phải không? Sao lên nhanh vậy? Anh rủ đi uống nước, con đi hả mẹ? Bà Giang gật đầu ngay. Tất nhiên là được chứ. Rồi bà đến tủ áo, lựa. Cuối cùng bà chọn chiếc áo màu hồng đưa cho Hoàng Hương. Con mặc cái này đi, mặc nó nhìn con thơ ngây lắm. Hoàng Hương không phản đối. Cô đang nghĩ đến Khôi nên muốn làm đẹp lên, cho nên cô sẵn sàng hợp tác với mẹ. Chứ nếu phải trang điểm để theo bà đi dự tiệc, chắc cô sẽ giãy nảy lên không chịu. Cô ngồi vào bàn, bà Giang thân thất làm mặt cho cô. Chỉ 5 phút là xong. Bà nhìn cô một cách hài lòng. Đẹp lắm. Dì Trân là hay khen con lắm đấy. Bà ấy thích con lắm. Vậy hả mẹ? Nói xong, cô hối hả đi xuống dưới. Thái nhìn cô thật lâu chiêm ngưỡng, rồi bối rối quay đi chỗ khác. Như xấu hổ vì cái nhìn thiếu tế nhị của mình. Nhưng Hoàng Hương không còn tâm trí để thấy điều đó. Cô ra xe với vẻ mặt trầm ngâm như suy nghĩ rất dữ. Nếu đến quán cà phê hôm trước thì sợ Thái sẽ nghi ngờ. Nhưng mà không đến đó thì biết đi đâu. Thái vô tình quay lại. Hương muốn đi đâu? Hoàng Hương nói ngay một địa chỉ vừa nảy ra trong đầu. Đi nhà sách đi anh Thái, em cũng cần mua vài thứ. Ờ, cũng được. Thái có vẻ không thích lắm nhưng cũng chịu ý cô. Anh rẽ qua con đường khác đến nhà sách gần nhất. Khi Thái gửi xe, Hoàng Hương tranh thủ chạy đến quầy nói với cô Thu Ngân. Chị làm ơn cho em gọi điện một chút nhé, em sẽ trả cước phí gấp đôi nha. Nói xong, không để cô ta kịp phản ứng, cô hối hả bấm số gọi Khôi. Vừa nghe giọng anh, cô nói ngay. Anh đến nhà sách Thiên Hà ngay nha, em đang ở đây. Khi tới, anh cứ đứng ở cửa, em chờ anh. Nhớ tới ngay nha, thôi em cúp nha. Cô gác máy rồi quay qua cô Thu Ngân, cười khì. Em gọi xong rồi, xin lỗi chị nha, em gửi tiền cho chị. Lúc đó Thái cũng vừa vào cửa. Hoàng Hương bèn quay người đi dọc theo quầy sách, ngẫm nghĩ như rất vô tư. Thái đi theo cô, nói như khuyến khích. Hương thích gì thì cứ chọn đi, anh sẽ tặng. Dạ, để em tìm xem. Rồi cô đi hết quầy này đến quầy khác. Cứ một quầy cô nhìn không lâu đã thoát sang quầy khác. Ban đầu Thái còn đi theo sau cô, nhưng lát sau anh bị cô bỏ mất một lúc nào không hay. Hoàng Hương chờ lúc Thái không để ý, cô thoát ra ngoài cửa đứng chờ Khôi. Một lát sau, anh phóng xe tới. Anh vừa ngừng xe phía ngoài đường thì Hoàng Hương chạy nhanh ra, ngồi lên phía sau. Chạy đi anh. Khôi nhấn ga cho xe chạy tới. Anh hỏi như đã đoán ra. Có phải em đi với ai rồi gọi anh tới không? Em đi với anh Thái á. Anh ấy còn trong nhà sách,
em trốn ra đó. Lát nữa em sẽ gọi điện xin lỗi anh ấy. Khôi chạy chậm lại ngay. Sao em lại làm như vậy? Lần trước anh nói rồi, sao lại cư xử với người ta như vậy? Hoàng Hương nói với vẻ xấu hổ. Em cũng ngại lắm, nhưng chỉ có cách này em mới được đi chơi với anh thôi. Thấy Khôi im lặng, cô nói thêm. Với lại không phải tự em rủ anh ấy đâu. Anh đến nhà mời em đi chơi, em không muốn đi cũng đâu có được. Thế nên phải ra khỏi nhà. Mà ra khỏi nhà thì em chỉ muốn gặp anh thôi. Khôi có vẻ chú ý khía cạnh khác. Anh ấy tới nhà mời em đi chơi hả? Sao em nói em với anh ta chưa từng nói chuyện? Thì đúng là trước kia chưa từng nói chuyện, nhưng bây giờ tự nhiên tới nhà em không biết. Nếu không thích em có thể từ chối đi chơi mà. Hoàng Hương buộc miệng. Mẹ biểu em đi, nếu mà em từ chối là mẹ giận. Nói xong cô làm thinh, nhận ra mình đã không ăn nói khéo léo. Thế nào Khôi cũng ghét mẹ cho xem. Hoàng Hương định giải thích, nhưng Khôi đã lên tiếng, giọng trầm ngâm. Anh đã đoán trước rồi, lẽ ra anh không nên hỏi. Hoàng Hương nói khẽ. Anh đoán gì? Anh biết mẹ em đã chọn người xứng đáng cho em. Có điều lần trước anh không nghĩ là Thái có thể thích em. Hoàng Hương vội phản đối. Không có, làm gì có chuyện đó. Anh là con trai nên anh biết. Nếu không có tình ý gì đó thì không ai tới nhà mời đi chơi như vậy. Mà anh ta đâu phải mẫu người giao du rộng rãi như là nhiều lần em nói đó. Hoàng Hương đuối lý làm thinh. Cô không ngờ Khôi tin ý như vậy. Anh đã nói đúng rồi thì cô còn biết nói gì bây giờ. Thừa nhận thì sợ Khôi buồn, còn chối thì có vẻ thiếu thành thật. Cho nên cô làm thinh. Khôi nghiêm giọng. Em đừng bao giờ đi chơi với anh ấy được không Hương? Anh không thích phải không? Khôi mím môi gật đầu. Đúng, anh không thích. Không phải là anh ghen, nhưng nếu cứ khăng khít với nhau, em sẽ làm mẹ em hiểu lầm. Cả anh ấy cũng vậy. Như vậy thì cuối cùng sẽ ra sao? Người lớn sẽ tưởng em yêu anh ta, sẽ là một đám cưới lớn tương xứng với hai gia đình. Lúc đó liệu em có cưỡng lại được không? Hoàng Hương lắc đầu. Em đâu có nghĩ xa như vậy đâu, nhưng mà chắc chắn em sẽ không chịu thế. Nhưng nếu cứ đi với anh ta, mọi người sẽ hiểu lầm em. Ngay cả điều đơn giản đó em cũng không nghĩ ra sao? Hoàng Hương yếu xìu. Không đi cũng không được với mẹ em, em biết làm sao bây giờ? Giọng Khôi cứng rắn. Tại sao em dám cãi mẹ tiếp tục quen với anh, mà lại không dám từ chối một người mà em không thích? Nhưng cứ bị mẹ giận em sợ lắm. Còn với anh thì mẹ không biết, với lại nhờ vậy mà em có thể đi chơi với anh. Khôi ngắt lời. Muốn đi chơi với anh thì có thể tìm cách khác. Đừng dùng người khác làm bình phong như vậy. Những gì em làm anh đều không thích. Em không thể hành động chính đáng hơn sao? Hoàng Hương giận dỗi. Chỉ vì anh mà em phải sống trong tâm trạng phọc phồng, làm những chuyện mình không thích. Vậy mà anh còn không thông cảm. Anh làm em chán thêm. Đi chơi mà cứ nghe anh lên án, em chịu hết nổi rồi. Có nghĩa là em vẫn cứ làm như những gì em đã làm. Hoàng Hương nói như hét. Sao anh cứ dồn em vào chân tường không vậy? Khôi bất ngờ vì cách phản ứng của cô. Anh nghiêm giọng. Đây là ngoài đường, em có biết em đang làm gì không? Nhưng sao anh cứ làm khổ em không vậy? Trong khi em phải trốn chui trốn nhủi để được đi chơi với anh, thì anh chỉ nhìn em như tội phạm. Nếu là anh có chịu được không? Đúng, anh sẽ không chịu được. Nhưng mà những gì em làm anh cũng không chịu được. Thà em đừng tìm anh để anh đỡ khổ. Hoàng Hương lặng người một lát rồi bật lên khóc. Anh nói như vậy mà nghe được đó sao? Có nghĩa là anh không nhớ em tới nỗi muốn gặp em. Sao em thấy những gì em làm uổng công quá? Khôi luồn tay ra sau, nắm lấy tay cô. Không phải anh không hiểu cái khổ của em, nhưng tại sao em phải chịu khổ để làm chuyện như vậy? Anh đã phân tích tới mức đó mà vẫn không chấp nhận được sao? Hoàng Hương giật tay ra. Em không chấp nhận lý luận của anh. Em chỉ thấy anh lý trí đến phát két. Lần đầu tiên em thấy ghét anh, đi chơi với anh em chán lắm. Khôi mỉm môi. Có nghĩa là em không thấy mình sai phải không? Đang buồn bực nên Hoàng Hương đâm ra nói ngang. Em không thấy gì hết. Giọng Khôi điềm nhiên. Em muốn anh đưa em về, hay là trở lại nhà sách để về với anh ta? Hoàng Hương khựng cả người. Không ngờ Khôi cư xử kiểu như vậy. Anh có thể đuổi cô về bằng cách giọng bình tĩnh như không có chuyện gì nghiêm trọng. Có người anh là vậy đó sao? Hoàng Hương tức đến mức ngạt thở. Cô nói mà giọng run run. Con người anh thật kinh khủng. Lần đầu tiên em hiểu hết cái lạnh lùng của anh. Em cảm thấy những gì em nghĩ về anh lúc trước là hoàn toàn lầm lẫn. Hai đứa cũng không có điểm chung nào cả. Khôi lạnh lùng.
Chỉ một địa vị thôi là đã không tương xứng nhau rồi, nói gì đến những thứ khác. Một tiểu thư quý tộc như em chắc sẽ không thể suy nghĩ giống một tên thường dân như anh. Em có thấy mình nên ngừng lại ở đây không? Hoàng Hương không nói được gì vì nước mắt cứ chảy và họng bị nghẹn cứng. Mãi một lúc sau, cô mới cố gắng nói được một câu ngắn ngủn. Anh cho em xuống đây đi. Khôi không nói gì, anh quay đầu xe, đưa Hoàng Hương trở lại nhà sách. Chờ cô bước xuống xong, anh phóng xe đi thẳng, không hề nói một tiếng. Hoàng Hương không buồn nghĩ Thái có đang tìm mình hay không. Cô quên mất lúc nãy đã đi ra cùng với anh. Cô đứng bên đường đón taxi, tự về một mình. Thái và bà Giang đang ngồi trong phòng khách đợi Hoàng Hương. Vừa thấy cô về, bà Giang đã hỏi một cách sốt ruột. Con đi đâu tới giờ mới về? Sao mặt mũi bơ phờ vậy? Hoàng Hương cố nói bình thường. Con bị lạc, tìm anh Thái không được nên con tự về. Thái nói như giải thích. Lúc đó anh nghĩ em đứng bên cạnh anh, nhưng khi anh quay lại thì không thấy em đâu. Anh tìm khắp nhà sách vẫn không thấy em, gọi điện thì em không nhấc máy. Anh lo quá nên về nhà chờ. Hoàng Hương cười gượng. Em cũng tìm anh, chắc tại đông người quá nên không gặp. Bà Giang nhìn cô với vẻ hoài nghi. Nếu tìm không gặp thì con đã về rồi, chứ sao tới tận bây giờ mới về? Hơn một tiếng đồng hồ, con đi đâu vậy? Con đâu có đi đâu, chỉ lo đi tìm anh Thái thôi. Nghe cô nói, Thái càng thấy có lỗi. Anh nói như thanh minh. Anh vô ý quá, lẽ ra anh phải quan tâm tới Hương nhiều hơn. Cho anh xin lỗi. Anh quay qua bà Giang, mỉm cười nhũng nhặn. Con xin lỗi gì, con vô ý quá. Bà Giang xua tay liên tục. Có gì đâu mà phải xin lỗi, tính con nhỏ này là thế, cứ hay đi lăng quăng như con nít. Con không có lỗi gì đâu. Bà quay qua nhìn Hoàng Hương, thấy cô ngồi ủ dột. Cái nhìn của bà mỗi lúc một nghi ngờ hơn. Nhưng vì có mặt Thái ở đó nên bà không tiện hỏi cho ra lẽ. Khi Thái về rồi, bà theo Hoàng Hương lên phòng cô, bắt đầu tra vấn. Lúc nãy con đi đâu vậy Hương? Con giấu được cậu ấy chứ không qua mắt mẹ. Giọng bà nói như quát. Con đi đâu? Nói mau. Hoàng Hương sợ hết hồn, giọng cô như liếu lại nhưng vẫn cố nói dối. Con không có đi đâu cả. Nếu không đi đâu khác thì con đã về cách đây một tiếng rồi. Mẹ biết cậu ta có thể kiên nhẫn tìm con, nhưng con không khi nào chịu khó như vậy. Tìm một chút không được là bỏ về rồi. Bà hỏi chận đầu. Có phải con đi chơi với Khôi không? Hoàng Hương sợ muốn đứng tim nhưng cô không trả lời. Cử chỉ của cô làm bà Giang tức điên lên. Bà nghiến răng răng đe. Nếu như con ngoan cố giấu mẹ thì mẹ sẽ tìm cậu ta mà hỏi. Nói thật đi. Hoàng Hương quýnh quán lên. Mẹ đừng gặp ảnh, đừng nói gì cả. Gặp rồi mẹ lại nói nặng người ta. Bà Giang ngắt lời. Bây giờ trả lời một tiếng. Cô đi hay không? Dạ có nhưng mà... Bà Giang tức điên lên. Không đợi cô nói hết câu, bà xô cô dúi dụi vào tường. Con bé này, trời ơi, tức chết được với nó. Dám cãi mẹ này, dám. Bà giơ tay lên muốn đánh, nhưng Hoàng Hương sợ hãi kinh hoàng. Thế là bà buông tay xuống. Và vì không đánh được cô nên bà quay qua cầm chiếc gối trên giường, ném mạnh vào tường, quát lên. Vậy là mày giận lén lúc gặp nó phải không? Có không? Hoàng Hương khóc méo máu. Dạ có. Mấy lần rồi? Dạ chỉ có 3 lần thôi. 3 lần? Bà Giang như bật ngửa ra. Bà nghiến răng. Cái con này, vậy mà mẹ hỏi thì mày làm như không biết gì. Đã cấm tới mức như vậy mà còn dám gặp gỡ với nhau. Mẹ muốn khổ lắm phải không? Bà ngồi phịch xuống giường vật vã. Con ơi là con, con muốn mẹ chết không hả? Hoàng Hương khóc như mưa. Cô thấy sao mình khổ quá, bức bách quá. Gặp Khôi thì anh không hề thông cảm, đến mẹ thì cấm cản mắng nhiếc. Cô đứng giữa chịu đủ mọi thứ khổ sở mà không mở miệng được. Cô đâm ra giận Khôi. Vì anh mà cuộc sống của cô tồi tệ đến như vậy. Không yêu nữa sẽ sung sướng biết bao nhiêu. Bà Giang cầm ly nước uống một ngụm rồi đặt xuống bàn. Dáng bà ngồi thẳng với vẻ sang cả kiêu kỳ. Phía đối diện bà, Khôi ngồi yên lặng với vẻ mặt đầy cương nghị. Vẻ của một người biết bão tố sắp ào tới với mình, nhưng không hề run sợ tìm cách tránh né, mà vững vàng đón nhận với một sự bình tĩnh đáng nể. Sáng nay bà Giang đã tìm tới tận nơi anh làm việc, yêu cầu anh ra quán nước nói chuyện. Dù sao thì bà vẫn còn lịch sự để không làm ầm ĩ trong công ty. Mà anh thừa biết, vì Hoàng Hương, bà có thể giết chết cả anh. Nếu làm vậy mà tránh được cái khổ cho cô thì anh cũng chấp nhận.
Bà Giang chợt lên tiếng, giọng kể cả. Cậu biết tại sao tôi tới đây không? Dạ biết. Vậy cậu có dám trả lời thật với tôi không? Bác muốn hỏi chuyện gì ạ? Giọng bà Giang gằn gằn như trận đầu. Có phải cậu vẫn còn lén lút gặp con gái tôi không? Khôi điềm tĩnh gật đầu. Dạ phải. Bà Giang hơi khựng lại, phát quả lên vì không ngờ anh thừa nhận một cách đơn giản như vậy. Chẳng có gì là sợ hãi hay lúng túng. Nếu anh hèn nhát chối tội, có lẽ bà còn thấy đỡ tức. Bà đập mạnh tay xuống bàn. Vậy là cậu không biết sợ tôi phải không? Không phải như vậy. Cháu rất tôn trọng ý kiến của bác, nhưng mà tình cảm thì không thể cưỡng lại. Nếu con và Hoàng Hương không gặp nhau thì cả hai đều buồn. Mà với con, nếu cô ấy buồn thì con còn khổ hơn nữa. Bà Giang cứng họng ngồi im, chưa tìm được cách phủ nhận thì Khôi đã nói tiếp. Yêu nhau bà cứ phải lén lút như vậy, con khó chịu và tự ái lắm. Nhưng vì Hoàng Hương, con phải chấp nhận làm như vậy. Trong chuyện này cả hai người đều khổ như nhau, và dù rất tôn trọng ý kiến của bác, con vẫn phải chấp nhận làm cái chuyện mình không muốn. Bà Giang nuốt cơn giận vào lòng mà im lặng. Cách phản ứng của Khôi làm bà âm thầm nể phục, nhưng đồng thời lại tức tối khổ sở, vì hiểu rằng Hoàng Hương không thể nào xa được người con trai này. Thế rồi tương lai cô sẽ ra sao? Bây giờ bà biết làm gì để cấm cản đây? Những gì định nói trước khi đến gặp anh, bây giờ bà không thể mở miệng được. Dù vậy, bà tự bắt mình không được lùi bước và cố nói để Khôi bị xúc phạm. Không biết con gái tôi kể với cậu chưa, nhưng tôi vẫn nói, tôi đã chọn người cho nó rồi. Cậu ấy hơn cậu cả về tính cách lẫn địa vị xã hội. Nếu tự trọng thì cậu nên rút lui đi. Khôi định nói thì bà chặn lại. Tôi biết cậu định nói là con tôi sẽ không thích người đó chứ gì. Và như vậy là tôi làm khổ nó chứ gì. Không phải đâu. Nếu nó không nhượng bộ thì tôi đã không bắt buộc được rồi. Đằng này nó lại rất dễ siêu lòng. Thấy Khôi mím môi, đôi mắt tối sầm, bà mỉm cười hài lòng. Thật ra nó bắt đầu thích cậu kia rồi. Nếu không thì chẳng đời nào nó chịu đi chơi riêng, dù là sau đó tìm cách gặp riêng cậu. Con bé đang rối như mớ bồng bông đó, cậu giúp nó đi. Khôi hỏi trầm tĩnh. Nghĩa là cháu nên giúp cô ấy biết cách dứt khoát tư tưởng phải không? Cậu thông minh thật. Giá mà thông minh đi kèm với tự trọng thì tốt biết bao nhiêu. Này, nếu một thanh niên không biết cách bảo bọc người yêu thì cách hay nhất là để cho người ta có chồng. Vấn đề là Hoàng Hương nó cũng bắt đầu thích cậu ta. Chỉ cần cậu đừng thuyết phục là nó quên cậu từ từ thôi. Thấy Khôi cứ im lặng, bà nói tiếp. Mà tôi cũng không tin cậu trơ mặt chịu đấm ăn xôi bám lấy con bé. Đừng mơ tưởng tới chuyện dùng một đám cưới để tiến thân. Không có chuyện đó đâu. Khôi cười gằn chứ không trả lời. Nụ cười đó làm bà Giang hơi dội lại, nhưng vẫn cố gắng tìm cách đánh mạnh vào lòng tự trọng của anh. Con bé thú nhận là nó cũng sợ cậu lợi dụng nó để kiếm chác, nhưng nó không cưỡng lại tình cảm được. Nó thì do dự, còn tôi thì sẽ tìm cách giúp nó dứt khoát tư tưởng. Cậu không cố gắng nổi đâu. Khôi đột ngột lên tiếng. Bác nói hết ý chưa vậy? Tôi muốn biết ý kiến của cậu. Nếu như cậu còn nghĩ tôi dựng chuyện thì... Khôi ngắt lời. Bác có thể yên tâm, đừng phải lo lắng gì nữa. Cậu nói vậy là sao? Khôi lặp lại. Bác sẽ không phải lo lắng nhiều về Hoàng Hương đâu. Cô ấy sẽ làm bác vui lòng đó. Xin lỗi vì đang giờ làm việc nên cháu không thể ngồi lâu được. Anh đứng dậy chào một cách khiêm tốn, rồi đi thẳng đến quầy tính tiền. Anh biết bà Giang nhìn theo đến tận lúc anh ra khỏi cửa. Có lẽ bà tức vì anh không chịu ngồi lại nghe cho hết, và sẽ không tha thứ hành động ngang nhiên của anh. Nhưng anh không đủ kiên nhẫn, im lặng để nghe người phụ nữ sang trọng đó sỉ nhục mình. Anh ra khỏi quán, lòng đau điếng, tưởng như mình có thể sụp đổ vì sự tổn thương nghiệt ngã. Nhưng anh hoàn toàn không có ý định để mình ngã quỵ, cũng không muốn tìm một quán rượu nào đó để trốn tránh cơn bão táp trong lòng. Anh lẳng lặng trở về công ty làm việc như không có chuyện gì xảy ra với mình. Sáng hôm sau, khi đang giữa giờ làm việc thì Hoàng Hương gọi điện tới. Giọng cô vừa lạnh lùng vừa dè dặt. Anh có thể đến trường em ngay bây giờ không? Đang giờ học mà, sao lại hẹn hò giờ này? Hoàng Hương có vẻ giận. Nếu không vì cần nói chuyện thì em cũng không gọi đâu. Em muốn nói chuyện với anh. Chuyện gì? Mẹ em có đến gặp anh không? Có thì sao, mà không có thì sao? Giọng Hoàng Hương run run. Anh đừng có thái độ như vậy. Em đã nhẫn nhịn quá mức rồi. Vì ai mà em phải khổ thế này? Lẽ ra anh phải thông cảm với em chứ.
Khôi biết cô rất giận, nhưng anh đang có tâm trạng tồi tệ nên giọng vẫn lạnh lùng. Em cần nói chuyện thì để mai mốt, bây giờ anh cần yên tĩnh để suy nghĩ. Anh nghĩ em cũng nên như vậy. Hai đứa tạm thời không gặp nhau một thời gian đi, như vậy sẽ hay hơn. Cô nghĩ là anh muốn chia tay với gì? Anh không nói trước điều gì hết. Giọng Hoàng Hương đầy uất ức. Anh quá đáng lắm, vừa ích kỷ vừa kiêu ngạo. Nếu anh không chia tay thì em cũng làm vậy, em chịu hết nổi rồi. Khôi cười gằn. Tùy em. Rồi anh chủ động tắt máy và tiếp tục làm việc. Suốt một tuần lễ, Hoàng Hương không gọi điện tới, mà anh cũng giữ sự im lặng. Anh lao vào làm việc như điên, gạt phắt những hình ảnh về Hoàng Hương. Thậm chí khi Trung hỏi anh cũng im lặng, không muốn nhắc tới. Tối nay Trung đi đám cưới về, anh kéo Khôi ra sân, hỏi thẳng thừng: có phải mày với Hoàng Hương có chuyện gì không? Đừng nói chuyện đó. Trung vẫn thản nhiên: không nói không được. Lúc nãy tao gặp Hoàng Hương ở nhà hàng. Cô ta đi với bà mẹ và một người đàn bà nào đó, cùng với một tên mà tao đoán là con trai bà ta. Họ ngồi phía tầng dưới nên không thấy tao. Cô ta diện đẹp như một bà hoàng. Nghĩa là sao? Khôi cười gằn: mày có trí thông minh thì cứ tự suy nghĩ, hỏi làm gì. Nghĩa là tụi mày chia tay rồi phải không? Gần như vậy. Trung gật gù: bà mẹ tìm cách gả cô ta cho tên công tử đó chứ gì, tao đoán trước như vậy. Anh nhún vai nói thêm: cũng không có gì lạ, đó cũng là hình thức ngăn cản. Thì sao? Vậy mà mày yên lặng như không có chuyện gì. Vì vậy tao sợ mày không biết nên tiếp tục bị gạt. Mày dừng lại đi thôi. Khôi nhún vai: thế mày nghĩ tao là thế nào? Tiếp tục nhắm mắt như không màng tới sự phản đối của họ à? Thật ra tao không lì lắm đâu. Có nghĩa là mày đã muốn chia tay. Chuyện đó đáng lẽ phải xảy ra lâu rồi, nhưng mày cứ làm như không biết gì đi. Đừng thương hại tao. Mày biết tao ghét nhất cái gì rồi mà. Trung gật đầu: nếu tao biết chuyện của mày thì tao đã không hỏi. Tao cho mày biết chuyện lúc nãy vì sợ mày bị Hoàng Hương qua mặt thôi. Đôi mắt Khôi nheo lại rắn đanh: đừng nghĩ tao là thằng khờ. Nói xong anh đứng dậy đi lên nhà. Khi Trung lên thì thấy anh ngồi trước máy tính, tập trung vào màn hình như không quan tâm đến xung quanh. Bây giờ thì Trung hiểu tại sao thời gian này Khôi làm việc như điên. Khôi không bao giờ chịu để mình ngã quỵ, cũng chẳng có những biểu hiện yếu đuối. Anh đè nén đau khổ trong lòng bằng cách lao vào làm việc. Có lẽ bạn bè nể phục anh vì sức mạnh cương nghị đó. Trung cũng vậy. Từ đó giờ, dù là bạn bè, nhưng anh luôn ngầm coi Khôi là bậc đàn anh. Và sự nể phục cứ đến tự nhiên mà không bao giờ anh hỏi tại sao. Khôi chợt quay lại, nói ngắn gọn: mày có ngủ thì cứ tắt đèn đi, tao còn làm lâu lắm. Cô muốn ăn gì không? Tao mua cho. Khỏi. Nói xong, anh quay lại màn hình, tiếp tục làm việc đến khuya. Khi anh đứng dậy thì đã 1 giờ. Anh bước qua đóng cửa, rồi trở vào nằm xuống cạnh Trung. Trong bóng tối, gương mặt anh buồn đăm đăm. Hình ảnh Hoàng Hương và những gì xảy ra lần lượt kéo đến, nhưng anh lập tức gạt phắt đi, như cố đè nén những đau khổ có thể sẽ cày nát lòng mình. Một tuần sau, buổi tối Khôi từ công ty về thì thấy Hoàng Hương ngồi chờ trong phòng. Cô có vẻ vừa bồn chồn, vừa mệt mỏi lẫn căng thẳng. Vừa nhìn thấy cô là anh nhận ra ngay tâm trạng đó, nhưng anh vẫn giữ thái độ hòa nhã vừa phải. Em chờ anh lâu chưa? Cách đây khoảng nửa tiếng. Khôi nhìn Hoàng Hương một cái. Cách nói chuyện ngắn ngủn đó không phải là của cô, dù âm sắc vẫn trong trẻo thanh tao. Lần đầu tiên cô dùng cách nói đó nói chuyện với anh, giận ghê gớm mà giận đến tìm. Điều đó làm anh chợt thấy bực. Tại sao Hoàng Hương không im lặng luôn như cô đã làm trong một tuần nay? Anh hỏi một cách chậm rãi: làm sao em tới đây được? Hoàng Hương ngó chỗ khác không trả lời. Cử chỉ của cô làm Khôi cười khẽ. Vẫn dùng cách đó phải không? Hoàng Hương quay phắt lại rung giọng: em tới đây không phải để gây với anh. Anh thừa biết nếu không làm vậy thì em không thể nào ra khỏi nhà một mình. Còn hẹn anh đến trường thì anh từ chối. Càng nghĩ em càng thấy ghét anh. Anh không bao giờ biết nghĩ cho em cả. Anh đã nói rõ, đừng bao giờ dùng anh ta làm bình phong, gạt bỏ chuyện lương tâm ra. Anh bắt đầu hoài nghi về sự kiên định của em. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì sẽ có lúc em ngã hẳn về phía anh ta. Hoàng Hương mở lớn mắt: anh nói cái gì? Khôi điềm nhiên:
Anh không thích em giao thiệp với người đó, và càng không thích em tới tiệm anh bằng cách dựa vào cái bóng của anh ta. Anh đã nói rồi, đừng bao giờ tới tiệm anh kiểu đó. Em quên rồi sao? Em chưa thấy ai ích kỷ và độc đoán như anh. Khôi không trả lời, chỉ im lặng nhìn cô một cách nghiêm nghị. Cử chỉ đó càng làm Hoàng Hương thấy khổ. Cô ngần ngấn nước mắt. Em không hiểu được tại sao anh coi nhẹ tình cảm như vậy, trong khi em mượn anh Thái làm lý do để giấu mẹ em. Em phải chịu bao nhiêu bức bách, vậy mà anh không chịu hiểu. Anh chỉ thấy bực mình. Cô nghĩ là anh không cần phải gặp em. Anh coi chuyện tự ái quan trọng hơn, có phải không? Khôi chợt ngẩng lên cười điềm nhiên. Anh hiểu hết tâm trạng của em. Thậm chí nếu mất em, anh còn đau khổ hơn cả em. Nhưng có những chuyện không thể giải quyết bằng tình cảm, vì cần bắt buộc anh phải dùng lý trí. Hoàng Hương nhíu mày suy nghĩ, rồi mở to mắt với vẻ kinh hãi. Anh nói vậy nghĩa là muốn chia tay phải không? Khôi gật đầu, kèm theo một nụ cười hờ hững. Như vậy tốt hơn. Và anh thích cách chia tay nhẹ nhàng. Anh muốn em cũng như vậy. Hoàng Hương gần như hét lên. Nhưng tại sao lại như vậy chứ? Sao anh coi nhẹ tình cảm quá vậy? Em bình tĩnh đi, đừng làm ầm ĩ như vậy. Chỉ vì chuyện em đi với anh Thái tới đây mà anh muốn chia tay? Anh tự cao tới mức vậy sao? Giọng Khôi rắn đanh. Không phải chỉ một chuyện như vậy, còn những thứ khác mà anh không thể và cũng không muốn vượt qua. Vì vậy anh quyết định không đi xa hơn nữa. Vậy mà lúc trước anh nói với em là anh sẵn sàng vượt qua tất cả trở ngại. Khôi cười thản nhiên. Có lúc người ta sai lầm vì quá tự tin ở mình. Anh cũng vậy. Lúc đó anh tin ở bản lĩnh của anh, nhưng bây giờ anh hiểu mọi chuyện không đơn giản như vậy. Yêu mà phải phiền phức như vậy, anh chọn cách chia tay để yên ổn. Chắc em lầm anh rồi. Có lẽ ngay cả anh cũng lầm anh. Anh tưởng là anh bản lĩnh, tưởng anh yêu em đến mức xem nhẹ cái tôi của anh, nhưng hóa ra là không phải. Hoàng Hương bậm môi thật mạnh, không biết nói gì, cũng không thể phản ứng gì được. Cô nhìn mãi ra cửa sổ, cố nén cảm giác đau khổ cuồng loạn. Khôi chợt nói một cách điềm đạm. Mình chia tay đi Hương. Em nghe lời mẹ em đi, lấy chồng đi. Hoàng Hương nhìn anh trân trối rồi lạc giọng. Thật không ngờ anh có thể xúi em làm chuyện như vậy. Đó là cách tốt nhất cho em. Chấm dứt mối quan hệ này rồi, em sẽ sống thanh thản hơn. Anh biết chắc là như vậy, cho nên đừng tiếc anh. Lúc đến đây em cứ nghĩ là em sẽ dẹp hết mọi tự ái để làm quà với anh. Em sợ mẹ em làm anh buồn nên muốn xin lỗi anh. Không ngờ em phải nghe một câu chia tay ác độc như vậy. Thấy Khôi không trả lời, cô hỏi gặn. Có phải vì anh ghét mẹ em không? Em muốn biết mẹ em đã nói gì với anh. Có phải cấm anh quen với em không? Khôi im lặng gật đầu. Cử chỉ bình thản đó làm Hoàng Hương tức phát khóc. Lúc trước mẹ em cũng cấm một lần rồi, nhưng anh vẫn bỏ qua kia mà. Em biết anh phải dẹp tự ái vì em, sao bây giờ anh không như vậy nữa? Anh đã nói rồi, lúc đó anh ảo tưởng về bản lĩnh của mình. Bây giờ anh nhận ra là không phải như vậy. Anh thấy mệt mỏi nếu cứ phải nhận sự khinh bỉ của gia đình em. Thậm chí mọi người có thể nghĩ anh là tên lợi dụng. Cả em cũng có thể nghĩ điều đó. Anh không chịu được. Hoàng Hương kêu lên. Không bao giờ, không bao giờ em nghĩ như vậy. Khôi kéo mặt cô lên, nhìn thẳng vào mắt cô, nói dặn từng tiếng. Em mơ hồ về mình, chứ không phải đã hiểu mình muốn gì. Bây giờ em còn vô tư lắm. Nhưng vài năm sau nữa, lúc ra đời, em sẽ biết cách so sánh. Lúc đó, mệt anh lắm. Vậy anh chia tay với em là gì? Lý do đó sao? Chỉ duy nhất chuyện đó thôi sao? Đó là một lý do. Còn lý do thứ hai, bắt nguồn từ lý trí. Anh thật sự không muốn em khổ. Lấy Thái đi, làm vợ anh ta. Em sẽ sướng hơn là sống với anh. Mẹ em nói đúng. Lấy một thằng trắng tay như anh, không khác nào em tự kéo mình xuống dốc. Nghe lời mẹ em đi. Mà anh cũng không đủ can đảm bắt em phải khổ theo anh. Nhưng em không có ý nghĩ lấy chồng lúc này. Em còn đi học mà. Với lại em không yêu anh ấy. Thà sống một mình chứ em không lấy người mà em không thương. Khôi khẽ nhún vai. Rồi em sẽ quên được anh, sẽ thương được người đó. Thử xa anh để làm bài toán cho mình đi em. Hoàng Hương tuyệt vọng quá, cô chỉ biết khóc tức tưởi. Tối nay đúng là một cơn ác mộng. Em nghĩ anh có thể trách móc em, thậm chí nói nặng. Nhưng em không ngờ anh muốn chia tay. Không thể nào ngờ được. Cô ngừng lại thì thầm.
mà lại nói chia tay với thái độ thản nhiên như vậy, thật kinh khủng. Khôi cười khẽ. Anh không thích bi đát quá hoàn cảnh của mình. Với anh, một là được, hai là không. Đau khổ dĩ nhiên không thể tránh khỏi, nhưng anh sẽ không để mình ngã gục. Hoàng Hương mím môi, lần đầu tiên cô nói châm biếm. Anh mạnh mẽ thật đó, chắc anh kiêu hãnh vì bản thân của mình. Khôi nhìn cô một cách điềm tĩnh. Em bắt đầu không thể kiềm chế mình rồi sao? Em ghét anh đến mức đã bộc lộ thẳng như vậy à? Còn hơn thế nữa, em thấy sợ cho tính lạnh lùng của anh. Anh là đá chứ không phải là người bình thường. Em có thể mắng anh bao nhiêu cũng được, nhưng đừng thương anh nữa. Cứ coi như em đã lầm lẫn về anh và rút cho mình một bài học. Đừng để sai lầm thứ hai. Hoàng Hương cười buồn. Em còn dám để mình vướng vào tình cảm lần thứ hai sao? Không bao giờ. Em không biết sau này như thế nào, nhưng bây giờ em rất sợ con trai. Anh làm em mất niềm tin ở mọi người rồi. Không phải em bị phản bội, mà là em được người khác yêu đến mức quên mình để hy sinh cho em. Đừng có nghĩ bi quan như vậy. Hoàng Hương nhìn Khôi một cách căm giận. Ngụy biện, em không tin, mà cũng không muốn nghe. Em chỉ biết anh vì ghét mẹ em mà chia tay với em. Anh muốn làm khổ em để trả thù mẹ em. Nếu nghĩ như vậy thì em quên anh đi. Đừng tự làm khổ mình. Như vậy chẳng khác nào em giúp anh trả thù sao? Hoàng Hương đứng dậy không nói thêm tiếng nào. Cô lặng lẽ bỏ đi ra cửa. Khôi cũng đứng lên, nhưng chỉ đứng ở cửa nhìn Hoàng Hương đi xuống cầu thang. Sau đó cô băng qua khoảng sân, rồi đứng gục đầu vào trụ xi măng, khóc run run cả đôi vai. Khôi không đủ can đảm nhìn cảnh đó. Anh ngước mắt nhìn lên trời, cảm thấy lồng ngực muốn vỡ tung vì thương xót. Nhưng anh không cho phép mình yếu đuối. Rồi Hoàng Hương sẽ vượt qua được giai đoạn tối tăm này, sẽ bắt đầu một cuộc đời khác. Cô không hề cô đơn, vì bên cạnh cô còn có Thái, và có thể là nhiều người khác xứng đáng với cô.